xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Truyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 436 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Phạm Tiến Dũng đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo và cảm ơn bạn Tôn Thiên Hoa đã ủng hộ cho kênh qua ngân hàng Sacombank. Cảm ơn các bạn rất nhiều và mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã dành sự yêu quý cũng như là những cái lời chúc tốt đẹp đến mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình mong rằng các bạn và gia đình không phải là chỉ trong những cái khởi đầu mới thôi, những cái dịp lễ Tết hay là những cái dịp đặc biệt khác mà tất cả mọi ngày đều sẽ là những ngày bình an và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. chương 4070, 4071, Dạ Huy Thành. Tề Linh Nhi gật đầu nói. Đúng, có thể tiến hành không gian truyền tống giống như là đế quân thuấn di. Trong nháy mắt có thể nhảy vào khoảng cách ngàn vạn dặm, không bị không gian gò bó. Bất quá thứ này chỉ thành chủ cùng với quyền quý mới có tư cách ngồi thôi. Người bình thường không có cách nào có thể sử dụng được. Thành chủ mới có thể sử dụng. Trường Huyền nghi hoặc. Nếu như quả thực như vậy, vậy thì tính hạn chế của nó lớn hơn quá nhiều, khó trách không ít người thực sự lại không biết. Đúng như vậy, thực ra cũng không phải là đặc quyền, mà là vì bảo vệ người được truyền tống. Thần giới chính là đứng đầu chư thiên vạn giới, không gian rất củng cố. Thần vương phong hào muốn phá vỡ cũng không thể nào dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy, một khi sử dụng truyền tống trận, tất nhiên sẽ dẫn tới không gian bão táp cực kỳ lớn. Thực lực mà không đủ, rất dễ dàng sẽ bị khuấy thành cho. Thấy hắn không hiểu, Tỷ Linh Nhi giải thích. Trở thành thành chủ, nắm giữ thành chủ lệnh cũng tương đương với ẩn chứa nguyện lực của một thành. Coi như báo tác nguy hiểm cũng không cách nào có thể tổn thương. Nguyện lực Tỷ Linh Nhi lại nói. Ừ, người trong thành tuân thủ quy định của thành chủ không khác nào vô điều kiện tin tưởng và nghe theo. Một khi hắn xảy ra chuyện, cả thành sẽ rơi vào hỗn loạn dân chúng lầm than đó chính là nguyện lực gia nhập vào bên trong thành chủ lệnh tự nhiên nó phải có tác dụng phòng ngự rất mạnh tại sao vị thiên túng đại đế đó muốn nhận được cửu đế khác công nhận cũng là bởi vì cái này đó cửu đế công nhận chứng minh tất cả sinh mệnh trong phạm vi cửu đế quản hạt thực sự là dễ công nhận như vậy thì chắc chắn có thể ngưng tụ ra rất nhiều nguyện lực hơn nữa Trường huyền nghe vậy gật đầu xem ra bên trong thần giới nguyện lực vô cùng quan trọng Thiên túng đại đế, hắn thấy hẳn là khổng sư dựa theo bản thân hiểu rõ, học thức thiên hạ, không mang danh lợi. Nhưng bây giờ lại vì tranh đoạt tên tuổi đại đế, liên tiếp khiêu chiến với cửu đế. Trước đó một mực nghi hoặc, hơi có một chút không hiểu. Hiện tại xem ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là khả năng ở chỗ này. Nhận được thừa nhận cũng chính là chính thống mới có thể đến tin tưởng và nghe theo, nhận được nguyện lực. Nói như vậy, ta muốn đi tới Hoàng Thành, hoặc là thần giới đi các địa phương khác, không một chướng ngại nào. Nhất định phải đạt được thân phận thành chủ sao? Trương Huyền nói. Đúng như vậy. Tề Linh Nhi mỉm cười. Cái này thì đơn giản rồi. Ta và Tiểu Giáp đi giết chết Ngô Phương Thanh. Thì thiếu gia chính là thành chủ. Tôn Cường nói ngay. Trên đường trở về, hắn và Trương Giáp đã rất thân quen. Biết thực lực của người này. Dù rằng Ngô Phương Thanh đó nắm giữ thiên thần khí hạ phẩm. Nhưng mà muốn vượt qua bọn họ đúng là không dễ dàng. Trương Huyền lắc đầu. Đối phương không làm gì sai, vì chức thành chủ mà giết người không phải là điều hắn nên làm. Thực ra không cần phải giết người. Thần giới thoạt nhìn lại được củng cố, nhưng mà trên thực tế, khắp nơi đều có tranh đấu. Không ít thành trì không có thành chủ. Tề linh nhìn nói tiếp. Không nói cái khác, trên thực tế, ta cũng chính là một vị thành chủ. Dù rằng địa phương quản lý kém xa với dạ minh thành, nhưng mà thành chủ lệnh dùng để truyền tống, ta lại có đủ. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không cần cướp đoạt thì tự nhiên là tốt nhất. Xem ra tuy rằng thần giới này có rất nhiều quy củ nhưng mà không ít người lợi dụng sơ hở. Chỉ cần có thể sử dụng truyền tống trận, tiết kiệm thời gian, làm thành chủ một chút đúng là không sao. Một đường đi tới, làm gia chủ, làm đường chủ, làm tông chủ, thêm một thân phận thành chủ nữa thì đâu tính là gì. Trường Huyền nhịn không được hỏi. Vậy xung quanh đây lại có thành nào không có thành chủ không? lại có thể đi qua đó cạnh tranh một chút. Dạ Huy Thành cách nơi này là một ngày lộ trình, hiện nay vẫn lại còn chưa có thành chủ, vì vậy tranh đoàn đã nửa năm, thủy trông không ai có thể phục chúng, không người nào có thể thành công được. Tỷ Linh Nhi cười nói, coi điều thành kia còn lớn hơn Dạ Minh Thành, tuy chỉ là một thành nhưng mà quản lý tới ba quận, tu vi cao nhất phải đạt tới thiên thần cảnh trung phẩm, cho dù là loại cường giả này cũng không thể nào thành công, độ khó không nhỏ. Ba quận sao? Những quận chủ này có lệnh bài không? Lại có thể tiến hành truyền tống." Trương Huyền hỏi. "Ta là căn cứ theo tình huống hiện tại của Trương thiếu mới nói, cái này tự nhiên là phải có." Tế Lưng Nhi gật đầu. Nàng biết vị trước mắt này cướp đoạt thành chủ mục đích là vì truyền tống trận, mà sử dụng vật này mang theo ba người trước mắt khả năng không qua tương đối lớn, vậy cho nên mới nói dạ huy thành. Nếu như không, tùy ý tiến cử một tiểu thành vậy là được rồi. Không cần thiết phải nói tồn tại còn cường đại hơn cả dạng Minh Thành. Ừ, vậy là tốt rồi. Nếu như mà không còn chuyện gì khác, hiện tại chúng ta lên đường luôn. Trương Huyền nói. Vậy làm phiền Trương Thiếu chờ đợi ta một lát. Ta phải đi về chuẩn bị. Sau hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ xuất phát. Tỷ Linh Nhi gật đầu. Trương Huyền không nói thêm một lời, yên tĩnh chờ đợi. Tề Linh Nhi làm việc rất nhanh, nói hai canh giờ thì sau một canh giờ rưỡi đã trở lại Tiểu Việt. Hơn nữa mang đến mấy con thần thú phi hành rất lớn. Mọi người bước lên trên lưng thú bay về phía Dạ Huy Thành. Đi rồi sao? Nghe được Trương Huyền đã rời đi, Ngô Phương Thành hơi có chút thất lạc, lại còn nghĩ loại nhân vật đó xuất hiện bên trong Dạ Minh Thành có cơ hội hào hào nịnh bợ một chút, bản thân mình sẽ có cơ hội đột phá tu vi cao hơn. Không nghĩ tới rất nhanh như vậy đã đi rồi. Ngô Thành Chủ. Đây chính là trường thiếu để ta đưa tới. Nói là báo lại lễ vật cùng với trợ giúp của ngươi. Ưng phí đi tới trước mặt. Ngô Phương Thành nghi ngờ nhận lấy ngọc phù trong tay đối phương, nhẹ nhàng điểm ra một cái. Có một đạo thần lực tuôn ra. Một lát sau, còn mắt trợn tròn. Cái này là... Trong Ngọc Phù đã ghi lại đều là sai lầm và sơ hở trên việc tu luyện của hắn, thậm chí phương pháp tu sửa lại chỉ cần dựa theo cái này tu luyện, nhất định có thể giải quyết tất cả họa ngầm. Xung kích thiên thần trung phẩm cũng lại là chưa biết chừng. Hắn làm sao lại biết được điều này? Ngô Phương Thành tràn đầy khó tin. Tính toán đâu ra đó cùng với đối phương quen biết cũng chỉ đúng một ngày, không nói ra công pháp thiếu hụt và sơ hở gì cả. Rất nhiều ngày mà chính hắn lại cũng chẳng rõ ràng, thì đối phương làm sao có thể liếc mắt một cái trông ra, hơn nữa tìm được điểm mấu chốt. Ừm, Huyết mạch đế quân, quả nhiên không đơn giản. Qua không biết bao lâu, lúc này mới cảm khái một tiếng. Thực sự nghĩ không ra, cũng chỉ có thể quy kết huyết mạch đế quân mà thôi. Nếu như không, thực sự chẳng biết phải giải thích thế nào. Trường huyền xoay người rời đi, không lưu lại dấu vết mảy may, cũng là không dẫn tới gợn sóng quá lớn gì. Dù sao, sau khi đi vào bên trong dạng Minh Thành, một mực rất biết điều. Người biết hắn cũng đâu có nhiều một đường phi hành, sau một ngày, quả nhiên thấy một thành phố khổng lồ xuất hiện trước mắt. Lớn hơn dạ Minh Thành ba bốn lần, vụ số kiến trúc cao vút đứng sừng sững, nhân số càng nhiều, nhiều vô kể. Theo thần thú phi hành rơi trên mặt đất, mọi người đi vào bên trong thành trấn. Trường Huyền nhìn dọc người chen trúc trước mắt, như cá giết sang sông, nhịn không được lắc đầu. Thần giới gặp phải biến cố, linh khí tán loạn. Hầu như tất cả mọi người đều phải đi vào bên trong nội thành, Vậy cho nên nơi này vô cùng chen chúc. Có thể ở chỗ này mua sắm một căn nhà 3-40 mét vuông, liền nghĩ xem như là phú hào rồi. Có thể để cho vô số nữ hài dũng cảm quên mình. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tề Linh Nhi giải thích. Trương Huyền gật đầu. Loại tình huống đó giống như là thành thị loại một kiếp trước. Tất cả mọi người muốn chen vào bên trong. Đừng có nói là phòng ốc, một cái hộ khẩu vẫn có thể làm cho vô số nữ hài kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thần giới dị biến, muốn an ổn sống sót, thậm chí tu luyện, chỉ có thể tiến vào bên trong thành thị. Công dân đây là mối họa. Vậy đi đâu cạnh tranh thành chủ? Không để ý tới sự tình người đông nghìn nghịt, Trương Huyện nói. Sở dĩ dạ huy thành này đến bây giờ không xác định ra được thành chủ, cũng không phải là không có cao thủ, mà họ lẫn nhau rằng co, không cách nào có thể xác định được. Tỷ Linh Nhi lại nói, hết thảy là có ba người rằng co, theo thứ tự là lâm tạ, am hiểu đao pháp, tán tu ngọ dương, am hiểu kiếm pháp, cùng với một nữ tử gọi là Mính Lai Hương. Hai người trước đều là thiên thần trung phẩm, chiến lược không tầm thường. Người cuối cùng tương đương với ngô phương thanh, chỉ là thiên thần hạ phẩm thôi. Nhưng có điều, chớ xem thường nàng ấy cấp bậc thấp. Nghe nói, nàng ấy mới chính là người đáng sợ nhất. Mính Lai Hương Trường huyện gật đầu có thể cạnh tranh đứng đầu một thành, hơn nữa để cho một thành thị lớn lâu như vậy không thể nào xác định ra được ai là thành chủ, tự nhiên không thể nào khinh thường. Muốn trở thành thành chủ, thực ra cũng lại không phức tạp như vậy đâu. Đơn độc khiếu chiến ba người, vượt qua đối phương, để cho bọn họ thực lòng không phục công nhận ngươi. Vậy thì chức thành chủ sẽ tới tay rồi. Tỷ Linh Nhi nói, Vậy Trương Thiếu, chúng ta chiến đấu cái nào trước? Đổi lại lại trước kia, u hồn thiên tuyển chọn thành chủ cần phải có u hồn điện trước thời hạn chấp nhận các loại thủ tục không có mấy tháng là không có khả năng hoàn thành được nhưng bây giờ linh khí tán loạn thần giới người người cảm thấy bất an tình cảnh hoàn toàn khác biệt đứng đầu một thành nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ cho tất cả mọi người an toàn vậy cho nên chỉ cần có thể chấn phục được mọi người liền sẽ có tư cách làm thành chủ có thể nhận được u hồn thiên công nhận dừng lại một chút trương huyền nói vậy cái này nơi nào có thần nguyên đan trung phẩm. Trước tiên phải đi tìm đan dược, sau đó đi khiêu chiến bọn họ sau. Thần nguyên đan trung phẩm? Không nghĩ tới hắn lại muốn thứ này, tề linh nhi sửng sốt, suy nghĩ một chút. Thường hội át hẳn là có, nhưng mà có điều cơ bản đều là có tiền mà không mua được. À mà phải rồi, ta biết một chỗ khẳng định là có, hơn nữa số lượng không ít, chỉ là đối phương không có dễ nói chuyện như vậy đâu. Ta sợ rằng cũng lại không dễ bán. Trường Huyền nhìn qua. Nói ngay thử. Chính là một tán tu bên trong dạ Huy Thành. Tuổi là chừng hơn 60. Tu vi cũng không cao lắm. Chỉ là thần linh thượng phẩm. Hắn am hiểu luyện đan. Luyện chế đan dược từ trước tới nay chỉ để bản thân dùng thôi. Cũng lại chưa từng bán ra. Yêu cờ thành si. Mỗi ngày lại tìm một người đánh cờ. Cờ thuật rất là cao. Đã từng tuyên bố rằng ai có thể trên cờ thuật vượt qua hắn một ván sẽ dâng tặng ra một viên thần nguyên đan trung phẩm nhưng mà đáng tiếc rất nhiều năm như vậy rồi, chưa hề một người nào thành công. Trường huyền cao mày. Tu vi không cao, vậy không lẽ không ai cướp đoạt sao? Thần linh thượng phẩm, có được thần nguyên đan trung phẩm đã là khá kỳ quái rồi, lại còn dám nói cho những người khác. Không lẽ người không sợ người ta tới ăn cướp? Đổi lại những thành thị khác, thành chủ nắm giữ quy củ, không ai dám mạo phạm. Nhưng mà nơi này không phải là thành chủ chưa xác lập sao? tu vi của hắn đúng là không cao, nhưng mà đệ đệ của hắn rất là lợi hại. Nghe nói là một vị thần vương bên Hoàng Thành, trên người hắn có ngọc phù đối phương lưu lại để bảo vệ cho tính mạng. Trước đó, có hai vị thiên thần hạ phẩm đến tìm phiền phức, tất cả đã bị chém giết. Thời gian lâu dài, không ai dám tới nữa. Tề Lực Nhi giải thích. Hết chương. Chương 4072, 4073 tam tu đạo nhân. 6. Thần vương? Trường huyền có chút giật mình. Nhìn qua vô số thư tịch, đối với loại thực lực đó, hắn am hiểu chút đỉnh. Đế quân ẩn tàng thế ngoại, hầu như không hề xuất hiện, cũng lại không người nào gặp qua. Thực tế, thực lực trưởng khống thiên hạ chính là thần vương phong hào. Loại cấp bậc cường giả đó, cửu thiên tổng cộng là không cao hơn 30 vị. Bình quân mỗi một phe thế lực là ba người mà thôi. Sau đó là thần vương, khoảng hơn 100, Tình huống đó nhìn xuống dưới, một địa phương khoảng chừng có 10 người, bởi vậy loại thực lực này đã có thể nói là đứng bên trong đỉnh phong nhất của thần giới. Thiên thần thượng phẩm đối mặt với cái loại cường giả đó cũng phải bất lực, một chút phản kháng cũng không thể nào làm ra, huống chỉ là hạ phẩm. Ý niệm đảo qua, chỉ sợ sẽ biến thành cho bụi. Có người như vậy làm hậu thuẫn, một ít thần nguyên đan trung phẩm mà thôi, thực sự đâu ai dám gây tìm phiền toái. Hắn tên gì, không ai biết chỉ biết rằng hắn để ba chồng dâu trắng như tuyết, bởi vậy được xưng là tam tu đạo nhân. Ở thành Tây không xa, nếu như muốn đi tìm, ta có thể mang người tới. Tề Linh Nhi nói, dù rằng dạ huy thành không phải là địa phương nàng quản lý, nhưng mà tin tức cực kỳ biết. Được, mang ta tới đó. Trường Huyền gật đầu. Nếu như người tranh đoạt thành chủ chỉ là thiên thần hạ phẩm, dựa vào tu vi bây giờ, hẳn là có sức đánh ra một trận. Nhưng mà giờ phút này chỉ là thần linh thượng phẩm sơ kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn có một chút, gặp được cái loại cường giả này không có nắm chắc gì quá lớn. Trước đó ngừng tu luyện là bởi vì thần nguyên đan hạ phẩm không có hiệu quả, đến nơi này tự nhiên phải tìm ra được vật thích hợp tăng lên tu vi đá rồi nói. Chỗ ở của Tam Tu đạo nhân cách nơi này không tính là quá xa, mọi người đi gần nửa canh giờ liền thấy một tiểu viện không lớn, so sánh với kiến trúc cao to ở bốn phía là rất không hợp tình hợp lý. Trong thành thị, tắc đất tất vàng, tiểu viện rộng như vậy không bị dỡ bỏ giống như là một ít nhà tứ hợp viện thủ đô chỉ bằng vào điểm đó liền đã có thể để cho vô số người đến đây tìm phiền toái rồi vẫn còn chưa đi tới trước mặt trong sân lại vang tới một thanh âm tiền bối kỹ thuật cao minh tại hạ kém xa tí tắp tuy người có mấy nước cờ hạ không tốt toàn thể mà nói coi như là không tệ về sau chăm chỉ học tập người lại có cơ hội vượt qua ta có một tiếng nói già nua vang tới đào tạo tiền bối đã chỉ điểm cửa sân mở ra có một thanh niên mặt như quan ngọc đi ra khắp khuôn mặt hắn đều là ý chán nản người hầu đi theo phía sau hắn thân thể trượt lóe đi tới bên cạnh đám người trương huyền sau đó biến mất bên trong ngõ tắt bởi vì kỹ thuật của tam tu tiền bối rất cao mỗi ngày lại có không ít sự tồn tại tới khiêu chiến vị này chắc là một trong số đó tỷ linh nhi giải thích sau đó khẽ mỉm cười, đi tới bên ngoài cửa, thanh âm truyền vào. Hoàng thành tề gia, tề linh nhi, tới đây hỏi thăm tam tu tiền bối, mong được gặp mặt một lần. Cái gì mà bảy nhà tám nhà, không quan hệ gì tới ta, ta không muốn gặp, trở về đi Thanh âm lão giả vang lên. Tiền bối không nên từ chối, tại hạ cũng không phải là lấy tề gia ra đè người, mà là tới đây thăm hỏi lại có chuyện muốn nhờ. Mong tiền bối hãy gặp mặt một lần. Tề Linh Nhi vội nói. Đổi lại là người khác, nói ra hoàng thành tề ra, khẳng định sẽ lập tức đi ra, sợ rằng đắc tội. Nhưng vị trước mắt này lại trực tiếp từ chối, căn bản không sợ đắc tội với người ta. Tính tình thực sự đúng là đủ quái. Bất quá, tuy rằng tề ra lợi hại nhưng mà nơi này không ở hoàng thành, lại còn thêm chẳng có khả năng gì bởi vì cái loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà trách tội được. Cho dù đối phương từ chối cũng đâu tính là gì nhàn vân giả hạc mà thôi chẳng có năng lực gì cũng khẳng định không thể nào giúp người đây đây lão già trong viện dường như chẳng muốn tiếp xúc với tể gia tiếp tục nói tể linh nhi có một chút không vui lần nữa tiến về phía trước một bước vừa định tiếp tục nói chuyện chỉ thấy trương huyền khoát tay nói tiền bối tại hạ là trương huyền chỉ là một tán tu hơi có một chút nghiên cứu kỹ thuật muốn cùng với tiền bối đánh ra một ván cờ không biết là có thể không? Người cũng tinh thông kỳ thuật sao? Lão giả sừng sốt, tự hồ hơi có một chút động lòng, nhưng vẫn nói. Hôm nay, ba cục đã xong rồi, ngày mai hắn tới. Ba cục sao? Tại hạ yêu cờ thành si, nhưng vì phòng người chậm chế sự tình khác, quy định một ngày chỉ đánh ba cục. Thanh niên vừa rồi kia chính là trận cuối cùng của hôm nay. Muốn cùng với ta đánh cờ, ngày mai hắn tới. Lão giả nói. Ngày mai thì đúng là quá muộn rồi. Ta hôm nay đã có khả năng rời đi khỏi giả huy thành. Trường huyền lắc đầu. Màu chóng chạy tới đây, chờ một ngày khẳng định là không nguyện ý. Người có rời đi hay không? Liên quan gì tới ta? Lão giả hừ một tiếng, dường như không hề muốn gặp. Tiền Bối không cần phải gấp gáp mở miệng ra như vậy. Nếu như đánh cờ, vậy thì khẳng định phải có thắng có thua. Vậy không bằng chúng ta đánh cược với nhau. Trương Huyền cũng không vội vã, khẽ mỉm cười. Ta tự phụ một chút kỹ thuật của mình, Tùng Hoành Thiên Hạ có thể vượt qua ta không nhiều. Như thế này đi, chỉ cần ngươi có thể thắng được tại hạ, có thể đáp ứng cho ngươi một yêu cầu, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, bất cứ sự tình gì cũng được. Đương nhiên, nếu như ta có thể vượt qua ngươi, cũng sẽ có ra một yêu cầu. Người cảm thấy như thế nào? Bất cứ yêu cầu gì cũng được sao? Không nghĩ tới vị này nói chuyện ngạo khí như vậy, lão giả cao mày. Ừ, không sai. Trường Huyền gật đầu. Vậy ta muốn thú sủng phía sau lưng ngươi. Lão giả nói, mặc dù đối phương không có đi ra nhưng đã thấy được trương giáp sau lưng Trường Huyền cùng với nhận ra thân phận của hắn. Nếu như không lại chẳng có khả năng cùng với một tên thanh niên trò chuyện lâu như vậy. Xấu hổ rồi. Vị này thực sự là thú sủng của ta. Nhưng cũng là một huynh đệ và bằng hữu. Không thể nào lấy hắn ra làm tiền đặt cược được. Xin hãy đổi lại yêu cầu khác. Trương Huyền xua tay. Chủ nhân. Hốc mắt Trương Giáp đỏ lên. Hắn cho rằng chủ nhân khẳng định sẽ lấy hắn ra làm tiền đặt cược. Thú sủng mà thôi, đâu có quan trọng. Còn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra lời này. Chủ nhân không coi hắn là sùng vật, mà là bằng hữu và huynh đệ. Về sau vì đối phương, sông pha khói lửa không bao giờ tiếc. Ồ, lão già không nghĩ tới hắn lại trả lời mình như vậy, cũng hơi có chút sửng sốt. Vậy trên người ngươi không có thứ mà ta muốn, không cần thiết phải đánh cược với ngươi. Không có thứ mà ngươi muốn sao? Cái này thì chưa hẳn đâu. Trương Huyền cười nhạt, còng ngón tay búng ra một cái, một hư ảnh xuất hiện phía trước. Trong hình ảnh, có một bóng người bên cạnh lò luyện đan, nằm ngón tay tung bay, thủ pháp vô cùng huyền diệu. Tiên bối âm hiểu luyện đan, vì không biết là bộ thủ pháp luyện đan này có thể nhập vào bên trong pháp nhãn của người hay không? Ngón tay ngoắc ngoắc, hư ảnh biến mất, hình như vừa rồi chưa hề xuất hiện. Thủ đoạn luyện đan này! Thành âm của lão giả tràn đầy kinh ngạc. Hư ảnh vừa rồi, người khác không nhìn ra điều gì, nhưng hắn tinh thông luyện đan, liếc mất một cái đã có thể thấy, ẩn chứa một bộ thuật luyện đan cực kỳ tinh diệu, thậm chí cao minh hơn phương pháp của hắn không biết là gấp bao nhiêu lần. Vào đi. Một lát sau, cửa sân lẹt kẹt mở ra. Có một lão bộc đi vào trước mặt, làm động tác mời. Trường huyền cười nhạt, sau đó đi vào trước. Đám người Tây linh nhi theo sát phía sau. Thông qua đọc sách, biết thuật luyện đan của thần giới và danh sư đại lục là tương thông. Hắn học ra khắp thiên hạ, thuật luyện đan cho dù là ở chỗ này cũng phải đạt tới đỉnh phong. Tùy ý dùng một cái, có thể thu hút được đối phương, đầu tính là gì? Tiểu viện không lớn, có một lão giả ngồi trước mặt bàn đá, bà chòm dâu theo gió tung bay, rất có cảm giác tiên phong đạo cốt. Bắt đầu đi. Không muốn nói gì nhiều, lão giả cầm lấy quân cờ, cũng lại không ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn cờ. Không nói cá cược, cũng không nhắc lại phương pháp luyện đan. Trường huyện khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt. Vừa định ngồi xuống, đột nhiên sửng sốt, nhướng mày. Nghe nói đánh cờ, lại còn tưởng rằng giống như danh sư đại lục. Không nghĩ tới, kỳ đạo nơi này hoàn toàn khác biệt. Cờ bên trong danh sư đại lục, hắn nhìn qua vô số thư tịch, tuyệt đối được cho là đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ kỳ đạo khác biệt, thủ pháp khẳng định không hề giống, không biết được quy tắc mà nói, thì làm sao có thể thắng. Làm sao vậy? Thấy hắn dừng lại, lão già nhíu mày. Tiền bối xin chờ một lát. Ta chẳng những yêu cờ thành si, còn yêu cờ như mạng. Cùng với cao thủ đánh cờ là một sự tình thần thánh, không thể nào cầu thả được. Ta cần trước thời hạn bình tâm tĩnh tức, cầu nguyện thần minh. Trường huyền khẽ mỉm cười, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Nghe hắn nói như vậy, biểu lộ của lão già vốn không thèm để ý chút nào, cũng lại trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Kỳ thuật càng cao, càng có lòng kính sợ mà không phải là ngạo mạn. Vì trước mắt này, tuổi vẫn còn trẻ, lại có thể có được loại tâm cảnh đó, vô cùng hiếm thấy. Khẽ mỉm cười, Trường Huyền nhắm mắt lại, giả bộ như cầu nguyện, miệng lại truyền âm lại cho Tề Linh Nhi và Trường Giáp cách đó không xa. Ừ. các người, ai biết quy tắc đánh cờ vậy? Hả? Quy tắc đánh cờ? Mẹ nhà người chứ, nghe náo loạn nửa ngày, ngay cả quy tắc mà cũng không biết hiện tại coi như ngươi biết quy củ thì cũng đã muộn rồi à đặc biệt là trường giáp thực sự là muốn đi tự sát luôn mất mặt mất mặt à chạy tới cùng với đối phương đánh cược vừa mới cảm thấy vị chủ nhân này của mình đúng là không gì không làm được không chỗ nào mà không biết kết quả là gì ngươi lại còn hỏi ta quy tắc là gì ngươi thực sự sẽ không cho rằng hỏi xong rồi thì một lần đã có thể chơi qua liền đã có thể thắng được qua kỳ thuật đại sư sao Tuy rằng xem như thần thú, rất là ít chơi cờ của nhân loại, nhưng một người ở trên núi, thời điểm nhàm tra nhất cũng phải nghiên cứu qua được một ít. Tam tu đạo nhân chơi cờ là lạc thần kỳ thông dụng của thần giới, phức tạp hơn cờ vây phổ thông rất nhiều. Dù rằng cách chơi khá là đơn giản nhưng mà kỹ thuật cực kỳ quan trọng, cờ lại có khảo nghiệm cực kỳ lớn đối với trí tuệ và thiên phú. Có ít người dùng cả một đời, tài đánh cờ cũng không thể nào khá hơn. Thậm chí không ít thần vương, kỹ thuật cũng khá là bình thường. Vị lão già này đây có thể làm cho tất cả những cao thủ bên trong thành phải bó tay toàn tập. Thủ đoạn cao minh của hắn có thể tưởng tượng ra. Quy tắc gì mà ngươi cũng không hiểu. Liền đã tới khiêu chiến với người ta lại còn đặt cược lớn. Ngươi đúng là kích động à. Không còn gì để nói. Tề Linh Nhi truyền âm tới. Người nghe cho ký. Quy tắc là... Rất nhanh chóng giải thích qua một lần. Quy tắc rất là đơn giản nhưng mà biến hóa của nó lại là vô cùng vô tận kỳ thủ lợi hại có thể nhìn thấu mấy chục bước, mỗi một bước đều là có ý vị sâu xa. Không hiểu được, dù rằng người biết được quy tắc cũng sẽ bị dễ dàng nghiền ép, không biết phải làm thế nào cho phải. ờ. À... Không để ý tới đối phương buồn bực, Trường Huyền lại thở phào ra một hơi. May quá, quy tắc rất dễ, vận chuyển cũng lại không quá mức phức tạp. Nếu như không hiện tại bây giờ mới học mà nói, thực sự đúng là không biết phải làm sao. Thế nào rồi? có thể bắt đầu hay chưa? Trời trong chốc lát, thấy thanh niên trước mắt dường như đã cầu nguyện xong. Tam tu đạo nhân nhìn qua. Hết chương. Chương 4074, 4075, đánh cờ. Ừ, đương nhiên. Trương Huyền gật đầu ngồi xuống, tay trái kẹp quân cờ, tay phải lại vươn ra. Mời tam tư đạo nhân không nói thêm một lời quần cờ hạ xuống trương huyền khẽ cười trong thư viện xuất hiện một quyển sách phía trên rậm rạp trang chịt viết đầy những nội dung mỗi một vị trí quần cờ đều ghi rõ chú thích và thiếu hụt vị trí quân cờ đầu tiên chỗ thiếu hụt là vị trí quân thứ hai thiếu hụt là trên bàn cờ mỗi một vị trí thiếu hụt đều có rất ít vị trí chỉ ít là một chỗ không có biểu hiện ra nội dung Ừ. Quả nhìn là có thể Ánh mắt Trương Huyền sáng lên Khóe miệng nâng cao Sau khi biết được quy tắc Những kiến thức này cùng với bàn cờ trước mắt dùng hợp lại Quả nhiên tìm ra được thiếu hụt của một nước cờ Chỉ cần dựa theo vị trí hoàn mỹ bên trong đó hạ cờ xuống Khẳng định sẽ xuất hiện kết quả không tệ Việc này rất là vững vàng á Thấy hắn ra tay Trương Giáp và Tề Linh Nhi đồng thời nhìn nhau Từng người một lại thở ra một hơi biết đối phương vừa rõ ràng quy tắc, chiến thắng đã là hy vọng rất xa vời, chỉ hy vọng hắn đừng có thua thôi. Dù rằng hai bên đều chỉ là hạ giam một con, nhưng mà tất cả đều là chính quy. Có kỳ phổ, có thể tìm ra, không có xuất hiện, cục diện ngoài nghề không thể nào hiểu. Mấy bước đầu tiên mới bắt đầu bố cục, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Kinh nghiệm đã có thể bù đắp. Tam tu đạo nhân hạ cờ rất nhanh. Trương Huyền cũng lại theo sát phía sau, hầu như lại chẳng có bất cứ một loại suy tư gì đối phương hạ càng nhanh thì hắn cũng lại càng nhanh. Không đến 5 phút, trên bàn cờ từng người đã hạ ra hơn 30 nước. Cái này là... Thấy gió cục diện phía trên, Trường Giáp và Tây Linh Nhi hơi có chút choáng váng. Tuy rằng Trường Huyền hạ cờ, thoạt nhìn trông rất đơn giản, không có quá nhiều kinh nghiệm và phương pháp, nhưng mỗi một nước lại giống như tính toán cực kỳ kỹ càng, đúng quy đúng củ. Một mực phong tỏa quân cờ của đối phương bên trong, muốn tránh thoát cũng rất khó. Tại sao lại không có sơ hở? Đám người này kỳ lạ, tam tu đạo nhân lại tràn đầy khó tin. Số lần hạ cờ không nhiều, nhưng là một lần hắn đánh cờ uất ức nhất từ trước tới nay. Mỗi một nước cờ của đối phương cũng giống như là tính toán cực kỳ kỹ càng, triệt để tiêu diệt tất cả những ý đồ của hắn, cứ giống như là hành quân bố cục phải của mình bị đối phương nhìn thấu mất, vô luận là đi thế nào cũng lại trước thời hạn bị chặn đường, bị đuổi theo, sau đó bị bao vây, không cho một chút nào cơ hội. Trên đầu hắn bắt đầu ứa ra mồ hôi liên tục đổi 8 loại phương pháp lợi hại, 12 bộ kỳ phổ, dưới tình huống bình thường để cho đối phương mê loạn, tìm ra mục đích và phương hướng. Nhưng bên này vừa mới hạ cờ, đối phương đồng dạng không hề suy nghĩ gì, lập tức hạ nước cờ xuống. Mới đầu cảm giác nước cờ này không có tác dụng gì, nhưng mà sau ba nước lại phát hiện ra nó ảo diệu. Tựa như là một cái xương cá nằm ở ít hầu, muốn ói lại ói không ra, nghẹn đến nỗi hô hấp thực sự là có một chút hơi khó. Không có khả năng. Ngón tay tam tu đạo nhân lại run run, hắn có tự tin cực kỳ lớn đối với kỹ thuật của mình. Dạ Huy Thành này đâu có đối thủ, cho dù là Hoàng Thành có thể vượt qua cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những kỹ thuật đại sư có thể gọi ra tên họ đó, cho dù là có thể chiến thắng thì cũng ít nhất là phải sau trăm nước. Vị trước mắt này mới hạ chừng là 30 nước, liền đã bức mình thành như vậy. Nghĩ mãi mà không ra, quả thực không thể nào tưởng tượng ra nổi, không dám tưởng tượng. Mấu chốt nhất là đối phương giống như là không một chút nào sơ hở, mỗi lần hạ ra một nước lại đóng chặt đường lui của mình, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. xoa xoa mồ hôi ở trên đầu, lại hạ thêm mấy nước nữa. đối phương vẫn y như cũ, không hề suy nghĩ, tiện tay chơi cờ. tốc độ đánh cờ của tam tu đạo nhân càng ngày càng chậm. chỗ này không được, chỗ đó cũng không được. trong tay cầm quân cờ cứ gì đi gì lại, không biết là nên để ở đâu, thực sự là do dự a. À. Cái gì chứ? Kỳ thuật của thiếu gia. Lúc này Trương Giáp cũng lại nhìn ra điểm không bình thường, lần nữa nhìn về phía Tể Linh Nhi, con mắt lại trợn tròn. Thế mà còn tưởng rằng thiếu gia vừa học được quy tắc, kỳ thuật khẳng định là không cao đâu, tận mắt trông thấy mới biết được ý nghĩ này là ngây thơ cỡ nào. Mỗi một bước lại giống như tính toán không biết là bao nhiêu lần rồi, không một chút nào sơ hở. Dù rằng kỳ thuật của lão giải trước mắt rất cao minh nhưng mà vẫn chẳng một chút nào biện pháp, từng bước túng quẫn. Thực sự là được mở rộng tầm mắt. Tề Linh Nhi cũng trợn mắt, một bộ không thể nào tin nổi. Trường Giáp, hắn là thần thú, cho dù là có lý giải về kỳ thuật, cũng không thể nào có khả năng hiểu được quá nhiều. Nhưng nàng chính là đệ tử của đại gia tộc đi ra, mặc dù là không chuyên môn nghiên cứu qua kỳ thuật, nhưng mà lại biết không ít. Kỳ thuật của tam tu đạo nhân, cho dù bên trong tề gia cũng coi như là một sự tồn tại đỉnh phong, nhưng đối mặt với vị này, một bước cũng không chiếm được thế tiện nghi không nói, mà còn bị đè đầu lên đánh giống như là một vị thần vương phong hào đối chiến với một vị thần linh hạ phẩm, người sau không có một chút nào sức lực đối kháng. Thế thì còn đánh thế nào? Không phải là mình vừa mới dạy cho hắn quy tắc đó sao? Lần đầu tiên chơi cờ mà lợi hại như vậy. Bên này khiếp sợ đang không kết thúc, bên kia quân cờ trong tay tam tu đạo nhân lại không có buồn ra, tiện tay ném xuống, hắn lại cười khổ. Ta thua. Không nhận thua cũng không được, đối phương phong kín tất cả con đường đi tới của hắn, lại không lưu lại một tia nào sơ hở. Tiếp tục nữa, chỉ chờ tự rước lấy nhục thôi. Đa tạ, thực ra ta cũng vừa mới học được thôi. Rất nhiều quy củ không có hiểu rõ. Trương Huyền ôm quyền. Thực ra bây giờ, hắn xem mình đánh cái gì mà còn chẳng hiểu. Đến cùng làm sao có thể hạ cờ, chỉ dựa theo trình tự hoàn toàn bên trong thư viện thôi. Hạ từng bước hạ quân cờ. Sau đó thì đối phương thua hắn, Suy nghĩ một chút cũng hơi cảm thấy có chút xấu hổ Đã nhường sao Không có hiểu rõ Tam tù đạo nhân vẫn còn tưởng hắn khiêm tốn Khuôn mặt lại đỏ lên Tiểu huynh đệ này nói như vậy Thực sự là chiết sát ta đây Thực ra xuống nước đến bước thứ 10 Ta đã biết bản thân mình phải thua rồi Phía sau chẳng qua Chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi Thua thảm như vậy Nhường gì đó đúng là không cần phải nói Loại kỳ thuật như ngươi còn nói là không hiểu rõ quy tắc. Như vậy, ta đây tính toán là cái gì chứ? Thua một nước, thua hai nước, nói nhường thì thôi. Ta có thể tiếp nhận được, nhưng mà hiện tại thì sao? Không ở chung một cấp bậc. Thần vương chiến thắng thần linh hạ phẩm nói là đã nhường. Khiêm tốn cũng phải có mức độ chứ. Đại ca, người hơi quá rồi đó. À, tiền bối khách khí rồi. Trường huyền thực sự là xấu hổ. Được rồi, nếu đã thua, ta sẽ nhận. Có yêu cầu gì, cứ nói ra. Tam tu đạo nhân nói. Vậy ta muốn mua sắm một ít thần nguyên đan trung phẩm. Mong rằng tiền bối có thể bán cho ta. Trương Huyền nói. Chỉ mua sắm thần nguyên đan trung phẩm. Tam tu đạo nhân sững sờ. Đối phương chuyên môn chạy tới đây, cùng với hắn chơi cờ, lại thắng huy hoàng như vậy, Thế mà còn tưởng rằng hắn sẽ đưa ra một yêu cầu khó khăn thế nào, không nghĩ tới yêu cầu đơn giản như vậy. Thần nguyên đan trung phẩm, tuy bên trong dạ huy thành có giá cả không thấp nhưng mà lại rất dễ dàng tìm ra. Một ít phú thương và đại gia tộc lại có tồn kho một đống. Một kỳ đạo đại tông sư chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy. trưởng huyền gật đầu. Mua sắm thì đúng là không cần đâu. Ta chỗ này có 30 viên thần nguyên đan trung phẩm, trực tiếp tặng lại cho ngươi. Không cần phải đưa tiền, cổ tay khẽ đảo tam tu đạo nhân lại đưa tới ba cái bình ngọc hả tặng cho ta cái này làm sao mà được trương huyền vội vã xua tay giá cả thần nguyên đan trung phẩm hắn chuyên môn hỏi thăm gấp trăm lần hạ phẩm hơn nữa hầu như mua cũng lại chẳng được nhiều như vậy mà người trực tiếp đưa tặng thực sự là không có dám nhận a. À. đều là tự mình luyện chế ra thôi giá cả không có cao như trong tưởng tượng nếu như cảm thấy ngượng ngùng mà nói có thể cùng với ta chơi vài ván đi. Tam tu đạo nhân nói. Vui lòng tiếp, nhưng mà chỉ bất quá. Tiền bối không phải là nói một ngày chỉ chơi ba ván thôi sao? Trường huyền cao mày. Ây da, à, đó là bởi vì ta không có gặp được đối thủ. Gặp được đối thủ rồi, ba mươi ván cũng không sao. Tam tu đạo nhân lại hơi đỏ mặt, vội nói. Trường huyền lại mỉm cười, đối phương đã tặng cho hắn rất nhiều đan dược như vậy, không thể báo đáp, chỉ phải đánh vài ván cờ không tính là gì cả. Dù sao, chỉ là chiếu theo thư viện mà chơi cờ thôi, đâu có tốn đầu óc. Lần nữa bày bàn, một con tiếp lấy một con hạ xuống. Sau 5 phút, vậy mà tam tu đạo nhân lại đỏ lên. Không được, một ván nữa. 4 phút sau. Tới, một ván nữa. 3 phút sau. Làm lại ván nữa một phút đồng hồ sau. ai à, thôi được rồi, ta nhận thua. liên tục mấy lần, tam tu đạo nhân bắt đầu nghi ngờ nhân sinh á. thế mà còn đối phương chỉ là do vận khí tốt mới có thể thắng được mình, làm sao lại cũng chẳng nghĩ tới, bất luận hắn là bắt đầu như thế nào, dùng cái loại phương pháp thế nào đều giống như là đâm vào bên trong tường, không một chỗ nào phản kháng. một lần thua, có thể nói ra người vận khí kém nhưng mà nhiều lần thua như vậy có thể chứng minh được cùng với đối phương tranh lệch thực sự là rất lớn, không thể nào so với hắn. Loại kỳ thuật này, thiên hạ có thể vượt qua không nhiều, hoàn toàn có thể tham gia thi đấu, kiếm lấy ban thưởng hoặc là tài nguyên tu luyện rồi. Biết tiếp tục nữa, chỉ là càng ngày càng mất mặt, tam tu đạo nhân không dầu dĩ, sau đó nhìn về phía thanh niên trước mặt, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Bất luận là loại nghề nghiệp gì, chỉ cần đi đến đỉnh phong sẽ có lợi ích rất lớn, Kỹ thuật cũng chính là như vậy. Không cần đâu. Trương Huyền lắc đầu. Đối với đánh cờ, hắn là thường dân thôi, chỉ là mượn nhờ cái thư viện chiến thắng, không có đáng giá nhắc tới. Ai, à, vậy thì đáng tiếc thật đó. Thấy hắn quả thực không muốn tiếp tục phát triển trên con đường này, tầm tù đạo nhân lại tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Cáo từ đối phương, lần nữa đi trở về khu phố, tề linh nhìn nhìn qua, Vậy có cần tìm ra một chỗ an tĩnh Trước tiên luyện hóa thần nguyên đan trung phẩm Sau đó lại nói hay không Mục đích đối phương tìm ra thần nguyên đan Thì nàng vẫn có thể nhìn ra được Hắn chắc là muốn đột phá Tu Vi Đã như vậy Khẳng định cần phải tìm một vị trí nào đó yên tĩnh bế quan Không cần đâu Trương Huyền lắc đầu Tây lưng nhìn nghi hoặc Người đây là có ý tứ gì Vậy không lẽ mục đích tìm những cái đan dược này Không phải là vì đột phá Mà là có tác dụng gì khác đang kỳ lạ, chỉ thấy thiếu niên này vừa đi đường, vừa lấy ra đan dược. Từng viên từng viên lại ném vào miệng, tự như đang ăn đường đậu. Lồng mày tề linh nhi nhảy dựng. Thần nguyên đan trung phẩm, cường giả thiên thần cảnh cũng sẽ có hiệu quả. Thần linh thượng phẩm phổ thông nuốt vào một viên cũng cần phải tiêu hóa ít nhất là một tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa năng lượng trong đó. Cái tên này cứ ném vù vù vào miệng, cứ như là đường động mà ăn. Người xác định không thể nào bạo thể mà chết sao? đang kỳ lạ, chỉ thấy khí thể ở trên người đối phương cấp tốc tăng tiến. Thần linh thượng phẩm trung kỳ, thần linh thượng phẩm hậu kỳ, đỉnh phong. Không đến hai cái hồ hấp, hắn đã đột phá ba tiểu cấp bậc, khoảng cách thiên thần cảnh chỉ kém đúng một tia. Tể linh nhi run rẩy cả người thực sự là muốn điên rồi. Thân là con em của những đại gia tộc, gặp qua không ít những thiên tài, cường giả cũng không biết là đếm bao nhiêu người nhưng mà phương pháp tùy ý nuốt đan dược, nhẹ nhõm tấn cấp như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy à. Huyết mạch đế quân đáng sợ như vậy. Hết trường. Trường 4076, 4077, Mính Lai Hương. Trường giáp mặt mày cũng đần thối, lúc này mới hiểu ra được Trước đó thiếu gia nói là hắn tu luyện chậm quá, không phải là hắn trăng bước đâu, mà là thực sự như vậy mới là nhanh. Người khác tu luyện, các loại thí luyện, điều chỉnh khí huyết, học tập, bình chướng. Vị trước mắt này giống như là không hề có những cái thứ đó, không nhận lấy bất cứ một sự ràng buộc nào ảnh hưởng. Tu luyện cứ như là uống nước, chỉ cần muốn là đột phá. Đang cảm xúc vì trước mắt này mạnh mẽ bao nhiêu, liền nghe đối phương nói. Ừ, tiểu giáp, tới, đánh ta một quyền biết thiếu gia lại muốn thử xem tu vi của mình vừa thăng cấp thế nào. Trường giáp không trần chừ tiến về phía trước một bước. Vâng. Thiếu gia đã muốn kiểm tra tu vi, vừa vặn, hắn cũng muốn nhìn xem một chút, mình rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Đột phá thiên thần cảnh hơn một ngày rồi, chính hắn cũng lại không hề nhàn rỗi. Không ngừng rèn luyện pháp quyết mà thiếu gia đưa cho, bù đắp vấn đề cùng với thiếu hụt trước đó. Mặc dù thời gian cùng cố ngắn, nhưng mà tiến bộ lại có thể so với 10 năm trước đó, nắm đấm to lớn đón gió căng phòng, không khí mang theo âm bạo tự như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách ra đồng tử của tề linh nhì co rút một mực cho rằng tuy rằng lân giáp thú đột phá nhưng mà thực lực của hắn không thể nào quá mạnh được dù sao hắn vừa mới phá tan ràng buộc còn nằm mơ cũng không nghĩ tới lực quyền cuồng bạo như vậy phối hợp thêm với phòng ngự vô địch đừng có nói là thiên thần hạ phẩm cho dù có là thiên thần trung phẩm gặp phải hắn chỉ sợ cũng cực kỳ khó có thể chống đỡ được loại thực lực toàn lực ra tay, trường thiếu chỉ là thần linh thượng phẩm đỉnh phong, làm sao mà ngăn cản. Tràn đầy nghi hoặc nhìn sang, ngay sau đó nhìn thấy thanh niên trước mắt không những lại không tránh, mà năm ngón tay hắn lại phất ra một cái. Trường giáp bay thẳng ra bên ngoài, sống lưng đâm vào trên một cây đại thụ, chặn ngang đụng gãy, thế đi không suy, lại va sụp ra một bức tường. Lúc này hắn mới chịu dừng lại, thở hồng hộc. Thiếu ra! Trường giáp đã hoàn toàn phục rồi, thế mà còn tưởng rằng gần đây tu vi của mình tiến bộ cùng với đối phương tranh lệch lại nhỏ đi lúc này xem ra không những lại không nhỏ mà còn càng lúc càng lớn à ừ, cái loại thực lực như vậy đối mặt với ba vị kia lại có chắc chắn thắng hay không trương huyền quay đầu lại hỏi tề linh nhi cùng với trường giáp đối chiến thứ nhất là kiểm tra tu vi và lực lượng vừa mới tiến bộ được thứ hai cũng muốn từ trong miệng đối phương dò xét xem thực lực của ba người kia muốn trở thành thành chủ thì liệu có được không thiên thần hạ phẩm đỉnh phong gặp được không phải là đối thủ nhưng so sánh với thiên thần trung phẩm còn tranh lệch nhất định sợ là chưa chắc đã có thể chống lại được trần trừ tề linh nhi nói dù rằng sức chiến đấu của vị trước mắt này rất mạnh thiên thần hạ phẩm đỉnh phong cũng không phải là đối thủ nhưng mà có thể bên trong dạ huy thành này tranh đoạt lâu như vậy rồi không ai nhường ai thực lực của ba người kia cho dù bên trong thiên thần trung phẩm cũng là được cho khá cao Người mạnh mẽ như vậy thì làm sao có thể tùy tiện nhận thua? Hơn nữa đối phương còn là một người trẻ tuổi chưa đột phá đến thiên thần. Vậy được, đi qua đó tìm bọn họ. Trương Huyền thở ra một hơi. Chỉ từ thần linh thượng phẩm sơ kỳ tiến bộ đến đỉnh phong, không có hy vọng gì có thể đánh bại được ba người. Hơi có một chút tranh lệch là rất bình thường. Chỉ cần không thua kém, mình lý chỉ nhãn phối hợp với thư viện, đánh bại đối phương chắc là không khó. Bây giờ đi quá, không biết cái vị này tự tin đến chỗ nào Tề Linh Nhi vẫn không thể nào nhịn nổi Nói Một khi khiêu chiến Không khác nào đi vào bên trong hàng ngũ cạnh tranh Trước khi không đưa ra được kết quả Vậy khẳng định là sẽ nhận lấy quấy rối liên tục Vậy Trương Thiếu đây là xác định Không đột phá thiên thần rồi lại nói Lấy thực lực chiến đấu của người Sau khi đột phá lại là cạnh tranh mà nói Sẽ dễ dàng hơn Người khác đột phá thiên thần Không biết là phải háo phí bao lâu tận mắt trông thấy hắn tu luyện, biết là chắc là không quá lâu đâu. Vậy đã như thế, sao không đột phá xong rồi lại nói, tranh sớm vài ngày thì để làm gì? Không sao đâu, hiện tại đi thôi. Trường Huyền lắc đầu. Hắn tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt với những người khác, mặc dù biết được phương hướng nhưng mà pháp quyết vẫn còn chưa sáng tạo ra. Cưỡng ép đột phá, khẳng định làm không được. Chờ xảy ra vấn đề, còn không bằng bây giờ hiện tại giải quyết luôn. Vậy, cái đó Người chiến vị nào trước? Tể Linh Nhi phân tích. Tu vị của Mính Lai Hương là thấp nhất, nhưng nàng ấy đáng sợ nhất. Lâm Tạ và Ngọ Dương lại không thua kém gì nhiều, nhưng mà cẩn thận nói ra, tán tu vẫn là yếu hơn một chút. Vậy ý kiến của ta, trước tiên chiến Ngọ Dương, một khi thành công rồi, vậy chẳng khác nào thay thế được hắn, có thể được một phần người ủng hộ. Mà nếu như lần đầu tiên bị thua, đối với sự tự tin là có đả kích rất lớn một tiếng trống tăng lên khí thế, hai tiếng lại suy, ba tiếng thì kiệt. cạnh tranh thành chủ cũng giống y như vậy. trận đầu tiên chiến thắng trong lòng sẽ có tự tin, còn lại tự nhiên sẽ càng dễ hơn một chút. nếu như người thua ngay từ đầu đối với võ sĩ, sĩ khí bên mình chắc chắn là ảnh hưởng rất lớn. Uhm, đi khiêu chiến minh lai hướng đi. trầm tư một lát, trương huyền nói. tề linh nhì sửng sốt. Ta nói nửa ngày, đúng là phí lời với người. Không phải là nói cái vị này đáng sợ nhất đó hay sao? Nhưng tại sao lại tìm nàng ấy? Tề Linh Nhi lại nhịn không được nói. Trương Huyền nói. Thì nàng ấy là cách gần nhất. Một đường là đi qua rồi, tiết kiệm nhiều thời gian. Lúc trước, thời điểm đi tìm Tam Tu Đạo Nhân, hắn đã hỏi thăm qua trụ sở của ba người này, biết mình lại hướng cách vị trí hiện tại của bọn họ là gần nhất. Tề Linh Nhi thực sự là muốn điền à? Cái này, mẹ những người chứ là tư duy bình thường của nhân loại sao? Bây giờ chúng ta là đang đi khiêu chiến vị trí thành chủ, thực lực đối phương lại còn mạnh như thế, làm không cẩn thận, người sẽ thua đó. Người không cân nhắc vấn đề thắng thua, mà lại còn cân nhắc độ xa, độ gần. Tổng sẽ không muốn một ngày khiêu chiến đến ba người luôn chứ. Khiêu chiến cùng cấp bậc thậm chí lại cao hơn, tình huống bình thường đều là trước thời hạn hẹn trước, điều chỉnh trạng thái, bị thương còn cần phải có thời gian khôi phục lại. Không lẽ ngươi không thèm cân nhắc những cái thứ đó sao? Không tính cái gì bên trong? Khuyên thêm vài câu, phát hiện ra đối phương không hề quan tâm. Tề Linh Nhi đành phải bất đắc dĩ đi theo. Sau nửa canh giờ, họ đi tới trước một phủ đệ. Đó chính là vị trí Mính Lai Hương cư trú. Trường Huyền nói. Được, đưa bái thiếp đi. Nhưng bái thiếp vẫn còn chưa làm. Quy tắc khiêu chiến bên trong dạ huy thành, ta vẫn còn chưa tìm hiểu. Tề Linh Nhi nói. Thấy cái vị trước mắt này lỗ mãng như vậy, nàng muốn khuyên can lại làm không được, chỉ có thể ở phía trên này làm ra văn chương. Hy vọng đối phương có thể tỉnh táo lại một chút, không có nên gấp gáp quá à. Tôn Cường, người tới đi. Trương Huyền nhíu mày, quay đầu phân phó. Vâng. Vậy mà Tôn Cường hừng phấn, hai bước đi tới trước cổng chính, âm thanh vang lên. Thiếu gia nhà chúng ta muốn tranh đoạt chức thành chủ, người trong viện lập tức đi ra đây tiếp nhận khiêu chiến, nếu như không, coi như các người thua. Tỷ Linh Nhi ngẩn ngơ, ngươi đây là khiêu chiến sao, khiêu khích thì còn nghe được. Vốn chỉ là tranh đoạt thành chủ, không dính dáng gì tới thù hận, coi như có thua thì nhiều nhất là bị thương thôi, điểm đến là rừng, Lần này thôi thì toi rồi, đánh tới trên mặt người ta, không tàn nhẫn phản kích mà nói, Mính Lai Hương có tư cách gì mà đi cạnh tranh với chức thành chủ được. Làm càn, người nào bên ngoài hô to gọi nhỏ. Quả nhiên, âm thanh của Tôn Cường vừa vang lên, cả viện nhất thời vỡ tổ, bốn phía, vô số phủ đệ cũng lại mở ra. Nhìn một chút, đến tôi cùng là tên thần kinh nào dám lớn lối như vậy, ba đại cao thủ tranh đoạt thành chủ, tuy rằng tu vi của Mính Lai Hương là thấp nhất, lại là một mực chiếm cứ thế thượng phong. Đối mặt với cái loại cường giả này mà người dám vô lễ. Không biết là người nghĩ cái gì nữa. Tôn Cường ngẩng đầu ướn ngực, lại cười cợt nói. Muốn làm thành chủ thì đi ra đây tiếp nhận khiêu chiến đi. Nếu như không, vậy thì nhận thua luôn đi. Bớt ở chỗ này phí lời. Thiếu ra nhà chúng ta, không có rảnh mà dài dòng lớn mật, dám khiêu khích tiểu thư nhà chúng ta như vậy sao? Người bên trong gọi ẩm ý vẫn còn chưa kết thúc, thành âm một cô gái nhàn nhạt, nhạt, vang lên. Muốn khiêu chiến, vậy thì vào đi. Âm thanh kết thúc, cửa sân mở ra. Trường huyền khẽ mỉm cười, cùng với đám người tôn cường đi vào. Tiểu viện rất rộng lớn, bên trong đứng một nữ tử vóc người cao gầy, dùng mạo không bằng tỷ linh nhi, thoạt nhìn có một chút uy vũ, khung xương thô to, chỉ nhìn dáng người đơn thuần mà nói, không giống với nữ tử, ngược lại giống như là một nam nhân. Người muốn làm thành chủ. Nhìn về phía Trương Huyền, nữ tử cười nhạo. Tiểu đệ đệ, cái tuổi này và tu vi của ngươi vẫn là về nhà dỗ vợ ngủ đi. Cạnh tranh thành chủ, ta sợ rằng ngươi sẽ mất mạng đó. Không nhọc ngươi bận tâm. Trương Huyền cười nhạt, lại nhìn qua, Mọi người đều cạnh tranh thành chủ. Nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng thôi. Hiện tại cho người hai lựa chọn. Thứ nhất, so với ta, cuối cùng nhận thua. Thứ hai, ta sẽ đưa người một viên Mỹ dung đan. Không chiến đấu, trực tiếp nhận thua. Mính lại hưởng xứng sở. Mỹ dung đan. Mỹ dung đan bên trong dạ Minh Thành là do người luyện chế. Tuy rằng thời gian Mỹ dung đan xuất hiện không dài, danh khí lại rất lớn, thời gian nháy mắt đã chuyển đi không biết là bao xa. Chỉ cần là nữ tử, không một người nào không động lòng. Mính lại Hương cũng không ngoại lệ. Nàng ấy trời sinh khung xương lớn, dáng người hơi có một chút giống với nam sĩ. Nguyên nhân chính là như vậy, qua rất nhiều năm, các bằng hữu đều lại song túc song phi mà nàng ấy chỉ có thể yên lặng tu luyện. Bất luận cũng là bởi vì thành cao thủ nắm giữ vốn liếng cạnh tranh với thành chủ. Nghe nói, dạ Minh Thành có Mỹ dùng đàn, hiệu quả rất tốt, nàng ấy có ý định chuyên môn đi qua đó mua sắm. Nhưng chỉ bất quá, nghe nói chỉ có 20 viên thôi, hơn nữa đã bán hết từ lâu rồi, cho nên mới kiềm chế lại tâm tư. Không nghĩ tới, biết tin tức không lâu, người này liền đã tới khiêu chiến. Ừ, không sai. Trương Huyền gật đầu. Đúng là do ta luyện chế, vị này chính là Tề Linh Nhi. Đan dược bên trong dạ Minh Thành đều là do nàng ấy bán ra. Tề Linh Nhi? Mính lại hường nhìn sang, quả nhiệt phát hiện ra một nữ hài thoạt nhìn hơi có một chút vũ mị, mặt xấu hổ, đứng ở sau lưng đám người. Đó chính là Tề Linh Nhi. Người cầm lái chợ đen bên trong dạ Minh Thành, dù rằng không được thấy tận mắt, nhưng mà dung mạo của nàng vẫn nghe người khác nói qua, có thể liếc mắt một cái nhận ra được. Xin ra mắt tiền bối. Tề Linh Nhi xấu hổ cười, lại tiến về phía trước một bước. Ừm. Uhm. Không muốn nhiều lời, Mính lại Hương quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Mỹ dung đan của ngươi chỉ có thể để cho dung mạo Mỹ Lệ trở lên, lại có thể thay đổi được khung xương một chút hay không? Dung mạo của nàng không tính là quá xấu, nhưng mà chủ yếu là cái khung xương, cứ giống như là nam nhân vậy. Khung xương sao? Rất khó có thể thay đổi. Trương Huyền lắc đầu. Dung mạo là làn da, cơ bắp, thiền đạo chân khí có thể rèn luyện, thay đổi khung xương thì đã dính răng đến y thuật, hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. <laughs> Khó có thể thay đổi. Đối với ta, lực hấp dẫn đúng là không có lớn. Vậy thì động thủ đi, để ta nhìn xem một chút. Người có thể luyện chế ra được Mỹ dùng đan, lại dám quang minh chính đại tới đây cướp đoạt chức thành chủ. Đến tột cùng, người có cái loại thực lực thế nào? Mính lại hường khẽ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo nghiêm nghị và lạnh lùng. Dám không một chút nào kiêng kỵ tới khiếu chiến với ta, Nàng ấy biết tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Được. Trường huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, còn một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Chính là trước đó dạ minh thanh thanh chủ ngô phương thanh đưa tặng, trên đường đi đã luyện hóa, triệt để trở thành bảo vật của hắn. Hết trường. Trường 4078, 4079, Thành chủ bia. Trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, Khi thế ở trên người Trương Huyền lập tức thay đổi, từ trước kia trở thành lạnh lùng, trở nên bình tĩnh như nước, không mang theo cảm tình gì mãi may. Mính Lai Hương bước về phía trước một bước, trong lòng bàn tay nhiều ra thêm một thanh trường tiên, Lai động một chút, đánh tới. Không khí bị xé rách. Giống như Tề Linh Nhi lo lắng, vị trước mắt này thoạt nhìn chỉ là thiên thần hạ phẩm, nhưng mà lực lượng của nàng lại không hề tầm thường, không hề thua kém với thiên thần trung phẩm bình thường, đến cái roi đó cũng là cực kỳ kỹ xảo, vừa ra tay đã hiện ra võ kỹ lợi hại. Cũng không đón đỡ, Trương Huyền lui về phía sau một bước, tránh thoát lần công kích đầu tiên. Trường kiếm đâm tới phía trước, chiều số cũng lại không nhanh. Rồi là một loại vũ khí mềm, có rất ít người sử dụng được. Trường Huyền cũng là lần đầu tiên gặp được. Trong đầu suy nghĩ thư tịch trước đó nhìn qua, một bên ngăn chặn, một bên tìm hiểu và học tập. Liên tục mấy chiều đánh không trúng, vẻ mặt của Mính lại Hương lại càng ngưng trọng. Rồi không ngừng vung vậy tựa như là dông tố trương huyền cũng không hoảng hốt một kiếm tiếp tục lấy một kiếm liền miên không ngớt nhưng mà không có một cái nào là sát chiêu hắn đây là đang thí nghiệm kiếm pháp sao Nhìn thấy động tác của đối phương, Tề Linh Nhi lại nhịn không được cau mày. Dù rằng thực lực của Trương Huyền cùng với nàng tranh lệch rất lớn, nhưng mỗi một lần lại giống như là có thể biết được trước, trước thời hạn tránh né được công kích do công kích rất quỷ dị, như vậy mà không tạo ra một chút nào ảnh hưởng. Có thể làm ra được điểm đó, khả năng chiến thắng sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng mà đối phương tấn công như vậy đều là đến điểm dừng, hình như lại sợ đả thương đối thủ thì phải. Hơn nữa mấu chốt nhất là dùng chiêu số một mực thay đổi. Trừ cái việc thí nghiệm kiếm pháp, cân nhắc kiếm thuật thì thực sự lại nghĩ không ra, đến tôi cùng là đã xảy ra chuyện gì. Tỷ thí với một người cao minh hơn mình một đại cấp bậc, lại còn có tâm tư người đi thí nghiệm kiếm pháp. Người có nghiêm túc hay không? Trường giáp cũng đã nhìn ra, hai mắt lại trợn tròn xoe. Cái vị chủ nhân này của hắn thực sự đúng là đủ hố người mà. Mỗi một lần không có nháo ra được một chút nào sự tình để cho người ta trợn mắt há hốc mồm thì hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Vậy không lẽ cái này chính là cái sự khiêm tốn mà hắn nói? Cảm nhận được mưu đồ của đối phương, sắc mặt của Mính Lai Hương lại tái mét. Làm người cạnh tranh thành chủ mạnh mẽ nhất, nửa năm qua một mực chiến đấu còn là lần đầu tiên bị coi thường như vậy. Đây là một chiêu mạnh nhất của ta. Lâm tạ và ngọ dương đó không có nắm chắc đón lấy, mới một mực không dám khiêu chiến với ta. Muốn triệt để vượt qua được ta, liền lại nhìn xem, người có thể ngăn trở được hay không? Mính lại hường hừ lạnh một cái, cổ tay khẽ đảo, trường tiên hóa ra thành lưu tinh, bắn tới phía cổ họng của Trương Huyền. Tốc độ so với trước đó nhanh hơn gấp đôi, thời gian nháy mắt đã xuất hiện phía trước thấy tốc độ roi lại còn nhanh hơn cả kiếm pháp của hắn, Trương Huyền ánh mắt sáng rực. Cũng giống như mọi người suy nghĩ, hắn đúng là đang thí luyện kiếm pháp. Trước đó cân nhắc một hồi cũng lại không tìm ra được kiếm thuật thích hợp với bản thân, biết cần ở bên trong chiến đấu mà tìm kiếm thêm. Ngày lúc này, thực lực đối thủ có thể sinh ra được áp bức cho hắn, đúng là không có tìm kiếm ra được chỗ thiếu hụt trong chiêu số, chỉ là một mực mượn nhờ công kích cảm ngộ chiêu số mới. Thời gian chiến đấu không dài, dĩ nhiên đã lấy ra được không ít kinh nghiệm, Trước đó kiếm pháp không có đầu mối, lúc này tích góp được cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Lúc này nhìn thấy công kích của đối phương tốc độ nhanh chóng như vậy, biết là thực sự thi triển ra toàn bộ lực lượng. Vẻ mặt nghiêm túc lại, bàn tay ngót ngót một cái, trường kiếm bỗng nhiên lại nhảy ra, thẳng tắp bay đi. Trước mặt xuất hiện kiếm khí hình lưới. Tâm sự song tỳ võng, trùng hữu thiên thiên kết. Chiều này của đối phương sắc bén và vô song lại không cách nào có thể giấu giếm, Thấy hắn thi triển ra chiêu này, Mính Lại Hương không những không có gì ngoài ý muốn, mà ngược lại nhẹ nhàng cười, tinh thần khẽ động. roi vốn thẳng tắp đâm về phía cổ, bỗng nhìn gặp lại, trực tiếp đổi phương hướng, đánh tới lồng ngực và bụng dưới của hắn. Lần này biến chiêu, vừa nhanh vừa cay độc, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Một khi bị đánh trúng, cho dù là lực lượng phòng ngự rất mạnh, khẳng định, cũng sẽ bị trọng thương. Thoạt nhìn, nàng ấy công kích cái cổ, nhưng mà trên thực tế mục tiêu là lồng ngực và bụng dưới. Trương Huyền đã hiểu ra. Đối phương biến chiều rất nhanh, trước hắn không có đề phòng, lúc này muốn ngăn chặn đã là không kịp. Một tiếng nổ vang giòn. Tề Linh Nhi vội vã trông lại, muốn nhìn xem Trường Thiếu có bị thương hay không. Cả người lại đột nhiên ngẩn ngơ. Chỉ thấy Trường Thiếu ẩn chứa huyết mạch đế quân kia, không những không hề tổn thương, ngược lại trên mặt hắn mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn lại đối diện, Mính Lại Hương lại đang vuốt ngực, khói miệng tràn ra đầy máu, trên đầu lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Chuyện gì vậy? Chiến đấu trong nháy mắt đã kết thúc, nàng ấy căn bản không thể nào hiểu rõ, đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì. Thiếu gia trong thời khắc cuối cùng, lấy ngộ ra kiếm chiều mới, phản kích trở về, hơn nữa để cho đối thủ trọng thương. Trường Giáp nói, hắn chính là thiên thần cảnh hạ phẩm, tuy giống mới vừa rồi chiến đấu tốc độ nhanh nhưng mà vẫn có thể nhìn được rõ ràng, vốn thiếu gia không cách nào có thể ngăn chặn. Ngay lúc sắp bị thương, ai biết trong nháy mắt đó, kiếm khí tung hoành. Không chỉ là ngăn chặn công kích bên ngoài mà thậm chí còn phản kích trở về để cho đối thủ ăn thiệt thòi lớn. Tỷ Linh Nhi triệt để bối rối. Lá gan của người thực sự là đủ lớn, quả thực người đúng là không có muốn sống nữa à. Phải biết rằng một khi mà người lĩnh ngộ không ra thì người sẽ xong đời. Vị trí ngực chính là trái tim, bụng dưới là đan điền khí hải bị công kích khí liệt như vậy mà chân khí khuấy động làm không cẩn thận tu vi sẽ bị phế thì ra là như vậy bên này khiếp sợ trương huyền lại cười to một tiếng một mực cân nhắc không có ra kiếm chiều tốt hơn lúc này rực rỡ vui tươi trước đó nghỉ hoặc và ràng buộc toàn bộ dùng hội quán thông di di huynh đệ tình vì vì phó ngự lực khởi vì xá dù quan, can chẳng hiếu từ kích. Nguyên lai, kiếm chiều đã ẩn chứa tỷ công pháp bên trong. Con mắt trường huyền sáng lên. Lính ngộ ra công pháp này là bởi vì tiểu hoàng kê bị giết, là huynh đệ, thú sủng, đối phương chưa hề phụ bản thân mình, kiếm pháp tự nhiên cũng lại tuân thủ theo quy luật đó. Xa cách chi tình, ruột gan đứt đoạn. Trong tim tồn chi kỷ, chân trời giống như tiếp nhận. Thời điểm trường tiên của đối phương tấn công đến ngực, bụng dưới để cho hắn ruột gan đau đớn. Liên quang lập lè, kiếm pháp đã dùng hội quán thông. Một chiêu đâm ra, không chỉ là ngăn chặn đối phương tấn công mà còn đánh cho đối thủ bị thương. Ta thua. Mính lại hương cắn rằng nói. Không muốn nhận thì cũng không được. Kiếm thuật của đối phương như là từ trên trời giáng xuống, không hề có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù là chính nàng bên trong thời kỳ toàn thịnh cũng lại ngăn chặn không được, lúc này lại còn trọng thương muốn ngăn chặn hắn đã là người si nói mộng vậy được ta sẽ đi tìm lâm tạ trương huyền thản nhiên nói vị này đã nhận thua rồi vậy thì phải khiêu chiến người khác hai người mà thôi tốn đâu có quá nhiều thời gian của hắn trước tiên không vội thấy hắn muốn đi mình lại hưởng dễ dội đứng dậy người có thể thắng ta khẳng định cũng có thể vượt qua được lâm tạ và Ngọ dương nhưng chẳng qua sở dĩ ba người chúng ta rằng co không cách nào có thể xác định được ai là dạ huy thành thành chủ cũng không phải là do nguyên nhân thực lực mà là đều không thể nào luyện hóa được thành chủ bia đại biểu cho thân phận thành chủ chỉ cần người có thể thành công nó tin tưởng không cần phải tỉ thí bọn họ cũng sẽ chủ động nhận thua với người thành chủ bia trương huyền nhìn qua dạ huy thành thành chủ đời trước bên trong linh khí thủy chiều chiến đấu mà chết chính là thiên thần trung phẩm. Sau khi hắn chết, linh hồn và bia đá đã dung hợp. Muốn trở thành thành chủ chân chính, nhất định phải đạt được hắn đồng ý mới được. Nếu như không, ai cũng lại chẳng cách nào có thể thành công. Ba người chúng ta, không ai làm được. Mính Lai Hương nói. Vậy bia đá ở chỗ nào? Trường Huyền hỏi. Nếu như mà không cần phải khiêu chiến hai người kia, đã có thể thành công rồi, vậy tự nhiên không cần thiết phải tốn thời gian à ta sẽ dẫn người đi. Bớt quá, muốn đạt được công nhận là cực kỳ khó. Mính Lại Hương lắc đầu. Vị trước mắt này dựa vào cảnh giới thần linh thượng phẩm mà đánh bại được nàng, bất luận là sức chiến đấu hay là thiên phú lại mạnh mẽ đến nỗi kinh người. Nhưng muốn đạt được đối phương công nhận vẫn không có thể nào dễ dàng như vậy được. Bởi vì luyện hóa thành chủ bia không liên quan gì đến tu vi mà có thể được thành chủ tiền nhiệm công nhận mới được đối phương đã chết được mấy chục năm nay rồi, đến tụi cùng làm sao mới có thể được công nhận. Những năm nay, vô số cao thủ đã từng thử qua nhưng không ai thành công được. Vị trước mắt này cũng có lẽ giống như các nàng, không thể nào có ngoại lệ. Rời khỏi tiểu viện, đoàn người tiến lên. Một canh giờ sau, đi vào vị trí trung tâm nhất của nội thành. Ở chính giữa quảng trường đứng sừng sững sử một bia đá to lớn, phía trên điều khắc không ít quy tắc và quy định của dạ huy thành. Bia đá trừng cao hơn 10 mét, toàn thân lấp lánh ra hào quang màu xanh đen, vừa nhìn là biết chất liệu của nó không đơn giản. Đây chính là thành chủ bia. Mính Lai Hương nói. Không nói chuyện, Trương Huyền đi tới trước mặt, ngón tay khẽ vỗ vào. Có một quyển sách xuất hiện trong óc. Ừ. Thanh ám ngọc điều khắc mà thành, chân áp số mệnh một thành, ẩn chứa một phần ý niệm của dạ vũ thiên thần. Khuyết điểm là... Trên thư tịch tỉ mỉ ghi chép ra cấu tạo, lai lịch và thiếu hụt của bia đá nhưng mà không hề ghi chú rõ ràng làm sao có thể luyện hóa. Quy củ trên tấm bia đá chúng ta đều đã tuân thủ qua, không làm bất cứ sự thay đổi nào, cũng lại tôn trọng ý niệm của đối phương. Nhưng đáng tiếc, không cách nào có thể để cho hắn công nhận mình được. Mính lại Hương nói, Trương Huyền gật đầu, lần nữa đi vào trước mặt bia đá, mình Lý chỉ Nhãn chiếu tới rõ ràng có thể cảm nhận ra được bên trong tấm bia đá đó dường như có một cỗ ý niệm nào đó bất khuất đang sôi trào và gào thét bên trong. Lông mày nhíu chặt, tinh thần khẽ động, có một giọt huyết dịch ẩn chứa một ý niệm bay đi. Ý niệm vừa tiếp xúc với bia đá, nhất thời cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại lao qua, Tự như muốn thôn vệ sạch sẽ. Ồ, quả nhiên có một chút cổ quái. Trường huyền sừng sốt. Vũ khí bình thường nếu như không cách nào có thể luyện hóa Tình huyết ẩn chứa ý niệm sẽ gặp phải bài xích. Nhưng mà thứ này không muốn cho luyện hóa, còn không muốn bài xích, ngược lại thôn phệ và hấp thu, hoàn toàn khác biệt với trước đó gặp phải. Bất quá đối với hắn mà nói, không tính là gì. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đang định dùng thiên đạo chi khí phá hủy ra ý niệm ẩn chứa bên trong, lần nữa khải linh, đột nhiên lông mày nhíu lại. Linh khí bên trong tấm bia đá đó hình như biết được mưu đồ của hắn, cùng với thanh ám ngọc hoàn mỹ dung hợp. Chỉ cần phá hoại linh tính, bia đá đó sẽ mất đi chống đỡ, từ đó vỡ vụn ra. Luyện hóa thứ này mới có thể trở thành thành chủ, trước khi luyện hóa làm bể. Nếu như mà thực sự như vậy, khẳng định gặp phải tất cả mọi người phỉ nhổ. Không nói là đám người mính lại hương không phục, mà toàn bộ bách tính nội thành cũng sẽ sinh ra cảm xúc nghịch phản. Còn muốn trở thành thành chủ sao? Tuyệt đối là không thể. Mạnh không được, mềm không mò ra sáo lộ của đối phương. Vậy thì phải làm sao? Trường huyền vẻ mặt âm u. Hết trường. Trường 4080, 4081, thành chủ. Những thành khác cũng như vậy sao? Cũng lại có thành chủ bia, thành chủ đời trước có thể gia trì ý niệm ở phía trên sao? Trương Huyền nhìn về phía Tề Linh Nhi. Nếu như nàng ấy cũng là một vị thành chủ khẳng định trải qua cái loại sự tình đó, có thể biết một chút ít hay không? Thành chủ bia, mỗi thành đều có, dùng để xác định quy củ nhưng mà chẳng qua hầu như không người nào có thể gia trì ý niệm phía trên. Cái này bằng với việc khải linh cho bia đá để cho nó biến thành pháp bảo. Về sau toàn bộ thành hội tụ ra nguyện lực đều sẽ phải hội tụ về bia đá, mà đối với hắn tác dụng lại không lớn. Tỷ linh nhị giải thích, chính nàng ấy cũng kỳ quái. Cái loại sự tình này coi như bên trong hoàng thành cũng không hề nghe qua. Thành chủ bia chân áp một thành tương đương với pháp luật đại biểu cho công chính vô tư lưu lại ý niệm bản thân phía trên về sau toàn bộ thành trì sinh ra nguyện lực đều sẽ tầm bổ cho đạo ý niệm này thực sự có thể đảm bảo ngay khống chế của mình đừng có nói là ý niệm coi như phân thân rời ra khỏi bản thể thời gian lâu dài cũng không cách nào có thể duy trì được bản tâm cũng giống như khổng sư bên trong thượng thương vậy vậy nhân phẩm của giả vũ thiên thần như thế nào không tiếp tục luyện hóa thành chủ bia trương huyền nhìn về phía mính lai hương Dạ Vũ Thiên Thần chính là thành chủ đời trước, vì ở bên trong linh khí thủy triều tử vong. Ngày thẳng, công bằng, người người ca tục. Mính Lai Hương cười khổ nói, nguyên nhân chính là ai cũng không làm ra được điểm đó, vậy cho nên bia đá này mới khó có thể luyện hóa, cũng không cách nào có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng và nghe theo. Dạ Huy Thành mới nhiều năm như vậy rồi, không xuất hiện thành chủ chân chính. trương Huyền gật đầu, cũng là khó trách. Trước đó Liên đã suy nghĩ nếu như mà thành chủ có thể mượn truyền tống trận, không ít cường giả nguyện ý là mới phải. Vậy tại sao tiếp cận hơn 10 năm trời, thành thị lớn như vậy mà không người nào có thể thống trị? Xem ra không thể nào dễ dàng như trong tưởng tượng được. Nguyên nhân chính là như vậy, dù rằng mính lại hương này tỷ thí thua mình lại có vẻ không thèm để ý. Bởi vì nàng ấy biết muốn trở thành thành chủ trước tiên phải đi qua bia đá, nếu như không nhiều nhất cũng giống như nàng ấy trở thành người dự bị mà thôi. Không thể nào phá hủy, không thể nào xóa bỏ. Như vậy thì giống như vũ khí, luyện hóa đấy. Bình thường vũ khí có được linh tính của mình, người khác muốn luyện hóa cũng cần phải có thời gian mấy năm ở chung mới có thể từng chút một cảm hóa. Trường huyền thì lại không cần. Thân thể vụt qua, lần nữa đi tới trước mặt bia đá, liên tục điểm ra vài cái. Trên miệng khẽ động, truyền âm qua. Bia đá lắc lư một cái, nhưng không thần phục. Luyện hóa vũ khí chỉ cần tìm ra được chỗ thiếu hụt, lấy hủy diệt linh tính làm đại giá, đối phương khẳng định là vẫn thần phục mình, nhưng mà cái bia đá trước mắt này hiển nhiên càng thêm kiên cường hơn cả vũ khí phổ thông. Bởi vì nó biết, vị trước mắt này tuyệt đối không dám phá hủy nó. Ừ. Uhm. Không đồng ý cũng không sao, người lưu lại ý niệm bên trong bia đá, hẳn là đã đoán ra được bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Hy vọng lại có thể hấp thu được nguyện lực của nội thành Sớm một chút phục sinh trương huyền khẽ mỉm cười tiếp tục truyền âm nói. Ý tưởng của người rất tốt, nhưng mà nội thành không có thành chủ mới xuất hiện, quy tắc phá hoại hầu như là không còn, nguyện lực sẽ dần dần giảm đi. Đã mấy chục năm trôi qua, người có thành công hay không? Thành công thì sẽ không một mực chờ đợi trong bia đá, khẳng định là không cách nào có thể thành công, tương lai cũng lại một mực không thành công. Ta lại chẳng có ham muốn gì đối với vị trí thành chủ cả, chỉ lại muốn mượn lệnh bài thành chủ mà sử dụng một lần dùng để tiến hành không gian truyền tống. Nếu như ta là thành chủ, lại có thể tiếp tục sử dụng quy củ mà ngươi quyết định. Ý niệm của ngươi thậm chí vẫn có thể lưu lại trong đó. Đã có tân thành chủ, quy củ lần nữa sẽ được bắt đầu sử dụng, mới có thể hấp thu được nguyện lực nhiều hơn nữa. Trong thành âm của Trương Huyền mang theo lực lượng sư ngôn thiên bẩm, ý niệm trong tấm bìa đá đó tự hồ nghe được hắn nói. Trước đó phản kháng kịch liệt, chậm chạp ổn định lại. Trước thành chủ, Trương Huyền không thèm để ý, coi như về sau giống như là khổng sư, cần nguyện lực cũng lại tuyệt đối không phải là một thành đã có thể thỏa mãn được. Vậy cho nên, đối phương không muốn, cho là được, không thay đổi quy củ thì càng tốt, bởi vì mình đâu có phản ứng. Người mau chóng làm ra quyết định đi, ta không có nhiều kiên nhẫn. Thành chủ có làm hay không, đối với ta không phải là vấn đề. Cùng lắm, ta sẽ phá hủy cái bia đá là người. Trương Huyền nói không có ham hố quá lớn đối với quyền thế, cũng lại chẳng quan trọng đối phương uy hiếp mình. Cho ngươi, mười hơi thở cân nhắc. Nói xong những điều này, Trương Huyền không muốn nhiều lời nữa. Hắn lùi về phía sau hai bước, chắp hai tay sau lưng. Thế nào? Có phải là không cách nào có thể luyện hóa được nó? Mính lại Hương lại cười cười. Nhìn thấy đối phương như vậy, chính nàng cũng coi như được an ủi. Tuy rằng thực lực của ngươi khá là mạnh, mạnh hơn cả ta, thiên phú cũng cao hơn ta, nhưng mà sự tình luyện hóa tấm bia đá này cùng với đại ca, không cười được nhị ca, không thua kém là bao nhiêu nhá. Đang muốn nhìn đối phương ăn quả đắng, chỉ thấy thanh niên kia nhàn nhạt, nhạt đếm. Mười, chín, tám. Cái gì vậy? Mình lại hường sững sờ. Ta hỏi ngươi có phải hay không, không cách nào có thể luyện hóa được nó. Ngươi đếm ngược để làm cái gì? Ba, hai, một. Đang nghỉ hoặc, Trường Huyền đã đếm xong, nhìn về phía bia đá. Làm ra quyết định đi. Nói xong, có một đạo kiếm khí tung hoàng trên đầu ngón tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra. Cảm nhận được ý kiên quyết trong kiếm của hắn, dường như thực sự nếu như không đáp ứng, thực sự có can đảm ra tay. Nó phát ra một tiếng vang lên, toàn bộ bia đá bất ngờ đung đưa. Ừm, cái này thì còn tạm được. Trường Huyền khẽ mỉm cười, máu tươi ẩn chứa ý niệm nhỏ tới, sau một khắc liền đã bị hấp thu vào, triệt để luyện hóa. Đây là... Mính lại hướng ngầy người. Trước đó, nàng dùng không biết là qua bao nhiêu loại phương pháp cũng không thể nào thành công được. Cái vị trước mắt này chỉ cần đếm ngược 10 tiếng liền đã luyện hóa. Lại có cần đơn giản như vậy hay không? Ta đã luyện hóa bia đá rồi, vậy đã có thể là thành chủ chưa? Cảm nhận được ý niệm của mình xuất hiện bên trong tấm bia đá, trương Huy lại cười nhạt một cái. Tuy rằng hơi có chút không cam lòng, nhưng mà Mính Lại Hương vẫn phải gật đầu. Người đánh không lại đối phương, luyện hóa bia đá cũng lại xa xa không kịp, không thừa nhận cũng lại không làm được. Được rồi, đây là một viên mỹ dùng đan, đưa lại cho người. Mặc dù không thể nào thay đổi được kết cấu khung xương của người, nhưng lại để cho người trở nên càng giống với nữ tử vẫn là dễ dàng hơn. Trương Huyền cong ngón tay búng ra một cái, có một viên thần nguyên đan hạ phẩm bay đi. Hãy giúp ta giải quyết lâm tạ, ngọ dương. Sau hai canh giờ, ta muốn tất cả mọi người bên trong nội thành này biết, ta chính là tân nhiệm thành chủ, vẫn tuân thủ theo quy định thành chủ đời trước định ra, không thay đổi chút nào. Tùy luyện hóa được bia đá, nhưng mà người khác cũng sẽ không đồng ý hắn là thành chủ, vì tránh khỏi phiền phức, vẫn để cho mính lại hương ra mặt cho thỏa đáng. Có thể tranh đoạt lâu như vậy rồi nhưng không bị đào thải, khẳng định phải có thế lực và phương pháp riêng của mình. Lợi dụng được so với tự mình chiến đấu, cực kỳ dễ dàng hơn nhiều. Trần trừ một lát, mình lại hường gật đầu. Đối phương đã có thể giải quyết, để cho nàng ấy hỗ trợ chỉ là vì tránh đi phiền phức mà thôi. Đã như vậy, không bằng cứ đáp ứng. Dù sao, loại Mỹ dung đan này có tiền mà không mua được. Đáp ứng đối phương, há miệng nuốt đan dược xuống ngay sau đó nàng lấy gương đồng ra nhìn còn mắt lại trở nên quang mang quả nhìn cũng giống như trong truyền thuyết sau khi dùng rồi hiệu quả rất nhanh chóng dùng mạo và làn da bay vọt về chất tuy rằng dáng người vẫn giống như một nam nhân nhưng mà dung mạo của nàng lại vũ mị hơn nhiều để đám người trương huyền vào phủ thành chủ trước mính lại hường lại ngồi thần thú phi hành cấp tốc bay ra bên ngoài không hổ là một người dự bị trở thành thành chủ không đến hai canh giờ tin tức triệt để truyền ra tất cả mọi người biết một người tên là trương huyền kế thừa chức thành chủ cũng lại xác lập ra quy tắc tin tức truyền ra bên ngoài không đến chập tối u hồn hoàng thành đã liền truyền đến công hàm sắc phong và lệnh bài đại biểu cho thân phận thành chủ à, cuối cùng cũng thành công trương huyền thở ra một hơi đã có thứ này rồi liền có thể mượn nhờ truyền tống trận của nội thành cấp tốc chạy tới u hồn hoàng thành đây là lệnh bài ba quận của dạ huy thành thấy hắn nhanh như vậy đã trở thành thành chủ tề linh nhi rất kinh ngạc nhưng mà không có lời nào để nói khi trước nàng vì đứng đầu một thành suýt một chút nữa thì mất cả cái mạng đối phương từ khi đi vào liền đã trở thành thành chủ ngay cả nửa ngày cũng lại chưa tới giữa người với người thực sự đúng là không thể nào so sánh được rồi luyện hóa thứ này đưa lệnh bài quận chủ cho tôn cường và cha mẹ trương huyền lần nữa nhìn qua Tiểu Hoàng Cây và Trường Giáp đều là thú sủng của ta. Cùng với ta vốn là một, chắc là có thể tiếp nhận được truyền tống chứ. Ừ, có thể. Tề Linh Nhi gật đầu. Thú sủng bất luận là ở danh sư đại lục, thượng thương hay là thần giới, bởi vì có linh hồn khế ước, cơ bản đều là tương đương với cùng là một người. Vậy cho nên, bọn họ cũng lại có thành chủ lệnh hay không, cũng có thể hưởng thụ chỗ tốt của truyền tống trận. Trường Huyền thở ra một hơi, bàn giao nói. Các người tranh thủ ngày hôm nay luyện hóa lệnh bài đi, sáng ngày mai chúng ta xuất phát đi U hồn hoàng thành. Vừa trở lại thành thành chủ có rất nhiều chuyện cần phải an bài, làm cho tất cả mọi người phải biết được bản thân mình tồn tại, nếu như không, chẳng có cảm giác mình tồn tại thì sẽ mất đi nguyện lực, chắc chắn không thể nào sử dụng truyền tống trận được. Huống chi, đám người tôn cường cũng không hề luyện hóa ra được lệnh bài quận chủ ngay lập tức. Rời khỏi phủ thành chủ, Trương Huyền đi vào bên trong quảng trường phía trước, thân thể vụt qua tới trên thành chủ bia, khoanh chân ngồi xuống. Nếu như đã trở thành thành chủ giả huy thành, tự nhiên hy vọng cao thủ trong thành càng ngày càng nhiều. Sau hai canh giờ, ta sẽ ở chỗ này giảng bài, chỉ điểm nghi hoặc bên trong tu luyện của các vị. Trường huyền cười nhạt, âm thanh vang vọng tứ phía. Mặc dù không biết nguyện lực đến tôi cùng là có lợi ích thế nào, nhưng mà có thể để cho người ta ghi nhớ, khiến cho người ta cảm thấy ân huệ, chắc chắn có thể liên tục không ngừng đạt được. Mà đối với hắn mà nói, giảng bài tuyệt đối là phương pháp mau lẹ nhất thuận tiện nhất cũng giống như khổng sư xây dựng ra danh sư đường truyền lại đạo học đạo nghệ giải thích nghi hoặc đồng thời truyền thụ lại tư tưởng của riêng mình mới có thể truyền thừa trăm đời mà không suy như danh sư đại lục danh tiếng của khổng sư vạn cổ bất diệt thành chủ tự mình giảng bài tin tức như là thủy triều lan truyền không đến hai canh giờ trên quảng trường hội tụ không có dưới trăm vạn tu luyện giả nhìn thấy tới nhiều người như vậy trương huyền khẽ cười sư ngôn thiên bẩm vang vọng ra toàn bộ quảng trường. Tu luyện, ở chỗ tâm, ở chỗ thần, chỗ hồn phách. Âm thanh như thủy triều, như một làn gió xuân, ấm áp nhân tâm. Đám người cứ nghe, như si như say. Trước đó còn cảm thấy tại sao mình lại hưởng lệ đột nhiên khuất phục một vị thanh niên chừng 20 tuổi, thậm chí cảnh cáo nhóm người mình không được tranh chấp. Ngọ dương tự mình tới ngày tiết khóa đã triệt để bái phục khó trách hắn có thể trở thành thành chủ. Không nói cái khác, chỉ nói về lý giải tu luyện đã cao minh hơn họ rất nhiều rồi. Từ nông tới sâu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Có thể đoán ra được, nhiều người dạ huy thành nghe giảng bài như vậy, tu vi tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thành thị về sau nhất định có phát triển kinh người. Hết chương Trường 4082-4083, Lâm tạ dạ huy thành tam đại gia tộc lâm điền triệu bởi vì lâm gia xuất hiện lâm tạ cho nên ghi tên đầu tiên còn điền gia gia chủ mặc dù không bằng vị này nhưng mà tu vi cũng đã tới thiên thần hạ phẩm đỉnh phong một đôi tử mẫu kiếm uy lực vô tận để cho người ta kiêng kỵ còn triệu gia thực lực yếu nhất bất luận là nhân tài dự trữ hay là gia chủ lại kém hơn xa hai cái trước có thể đứng hàng tam đại gia tộc là bởi vì khống chế toàn bộ thương hội thành thị tiền bạc là vô số bên trong lâm phủ. Lâm tạ, thực lực của ngươi mạnh như vậy, không hề yếu hơn mính lại hương. Vậy tại sao phải nghe nàng ấy nói, từ bỏ chức thành chủ? Ngươi không phải là chỉ có một người, sau lưng ngươi còn có cả một gia tộc. Nhìn trung niên trước mắt, lâm gia chủ chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Lâm tạ chính là thiên tài nổi danh nhất của lâm gia, cũng là người tu vi mạnh nhất, vốn cho rằng có thể cầm xuống chức thành chủ để gia tộc càng ngày càng huy hoàng còn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái trình dạo kim, vị trí bị một tiểu gia hỏa cướp không biết tên. Bị cướp đi, vậy thì nghĩ ra biện pháp đoạt lại. Vì trước mắt này không những là không đi khiêu chiến mà còn trực tiếp thừa nhận đối phương, để hắn nghĩ càng ngày càng cảm thấy tức giận và buồn bực. Cơ hội để cho Lâm Gia một bước lên trời lại bị chôn vùi như vậy sao? Mính lại hương, không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng lại không phải. Hơn nữa, hắn còn luyện hóa thành chủ bia, Tự đi rước lấy nhục nhã, bị mất mặt, không bằng hãy sảng khoái thừa nhận đây. Lâm tạ lắc đầu, về mặt lãnh đạm. Được rồi, ta muốn tu luyện, không còn việc gì nữa, không được tìm ta. Nói xong, thân thể đi về phía phòng, vẫn còn chưa đi xa, chỉ thấy quản gia vội vã đi vào, ôm quyền không người. Gia chủ, lâm tạ thiếu gia. Lâm gia chủ đứng dậy chắp tay. Vị thành chủ tân nhiệm kia báo tin nội thành công khai giảng bài, hiện tại đã bắt đầu giảng bài rồi, không ít người đi nghe. Gia tộc bọn ta có nên phái người tới hay không? Quản gia nói, phái người sao? Tên này vừa mới cướp đi chức thành chủ thuộc về Lâm gia chúng ta, không có đi qua làm loạn vậy là tốt rồi, nghe giảng bài sao, đừng có mơ. Thế nào, còn muốn để cho người Lâm gia chúng ta là học sinh của hắn sao? Lâm gia chủ vung tay, Điều này... Quản gia lại trần chờ Người nghe giảng bài báo lại, vị tân nhiệm thành chủ này giảng bài rất là tốt, để cho không ít người được lợi rất nhiều. Được lợi rất nhiều sao? Mê hoặc thu mua nhân tâm mà thôi. Lâm gia chủ vất tay. Được rồi, cảnh cáo tộc nhân. Ai cũng không được phép nghe hắn giảng bài, không nhận ân huệ của hắn. Nếu như làm trái, từ bỏ hộ tịch vĩnh viễn không cho phép bước ra khỏi gia tộc nửa bước. vâng. thấy gia chủ đã làm ra quyết định, đành phải nuốt lại lời nói. quản gia bất đắc dĩ ra ngoài truyền mệnh lệnh. lâm tạ, người nghe được chưa? tên này vừa trở thành thanh chủ, liền thi triển ra ơn huệ nhỏ. chờ hắn triệt để củng cố, toàn bộ giả huynh thành này còn không có triệt để rơi vào bên trong khống chế hay sao? Ngươi không phải là muốn tu luyện đó sao? hiện tại ta để bát đại trưởng lão cùng chung một chỗ tới, mượn trận pháp thần bí nhất gia tộc giúp người tăng cao lên tu vi. Nhất định người phải đoạt lại chức thành chủ. Lâm gia chủ nghiến răng. Điều này làm sao có thể được? Mượn trận pháp tăng lên sẽ để cho tám vị trưởng lão bị tổn thương rất nặng. Thậm chí tuổi thọ của họ. Lâm tạ sững sờ. Lâm gia họ có một loại bí pháp có thể tụ lại được lực lượng của người khác để cho một người được lợi. Trong thời gian ngắn tu vi tăng lên một phần bởi vì tăng lên không tính là quá cao, tổn hại lại là rất lớn, cho nên hầu như không sử dụng. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện tại gia chủ lại muốn dùng. Ngươi không cần phải nói, chỉ cần ngươi trở thành thành chủ, tổn thất lớn hơn nữa chúng ta vẫn có thể bù đắp. Bây giờ, ngươi chỉ cần làm ra một chuyện, hào hào điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị tiếp nhận lực lượng của bát đại trưởng lão đi. Lâm gia chủ phất tay ngắt lời hắn, chuyển xuống mệnh lệnh. Rất nhanh, trưởng lão thiên thần hạ phẩm xuất hiện trong phòng, bày trận, truyền tống lực lượng, chơi đùa bốn canh giờ. Trong cơ thể sôi lên, Lâm tại chỉ cảm thấy khí tất cả người như rồng như dao, có bay vọt cực kỳ lớn. Vội vã đứng dậy, trong đàn điền hắn âm thanh bùng nổ vang lên. Trước đó tu vi một mực cầm cố lại, thời gian nháy mắt có đột phá. Nửa bước thiên thần thượng phẩm. Tuy rằng không triệt để đi theo thiên thần thượng phẩm lại chỉ là còn nửa bước nữa, bất luận là sức chiến đấu hay là ý thức lại có tăng lên rất lớn có loại thực lực này rồi. Vậy lo gì không chiếm được chức thành chủ chứ? Nắm đấm siết chặt, Lâm Tạ thở ra một hơi, con mắt sáng rực. Trước đó, hắn và Mính Lai hưởng chiến đấu thắng bại là 5 năm, mà giờ khắc này, dùng bí pháp hấp thu lại lực lượng của 8 vị trưởng lão, sức chiến đấu so với trước đó cao đâu chỉ là gấp đôi. Bây giờ tranh đoạt thành chủ mà nói, tuyệt đối là một lần thành công. đa tạ chủ vị. Nhìn về phía đám người trưởng lão đang ngồi dưới đất, sinh cơ đã chẳng còn sai biệt nào, lại hào hết. Lâm tạ gật đầu, tràn đầy biết ơn. Thì triển ra bí pháp tương đương với việc dùng tu vi 8 người giúp mình tăng lên một bậc. Thoáng cái mất đi 8 vị cao thủ, đổi lại thời điểm rằng co trước đó, ai lại cũng chẳng nỡ lòng nào. Mà bây giờ, thế cuộc phát sinh thay đổi. Bây giờ không ra tay, đối phương triệt để sẽ trưởng khống nhân tâm, lại còn muốn giành lấy chắc chắn là khó khăn hơn nữa. Chỉ cần hắn trở thành thành chủ, tất cả những tổn thất này đều sẽ nhận được bù đắp. Không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Mau chóng đi cướp trước thành chủ về. Cho dù chúng ta có chết đi, cũng là đáng. Một vị trưởng lão dâu trắng như tuyết uể oải nói. Đi đi, trước thành chủ nhất định phải là của lâm gia chúng ta. Thêm một vị trưởng lão nữa nói. Được rồi. Lâm tạ gật đầu, tích xúc lực lượng. Vừa định lui ra ngoài, chỉ thấy quản gia lần nữa vội vã đi vào. Bẩm báo gia chủ, lâm tạ thiếu gia tán tu ngọ dương điền gia gia chủ điền phi triệu gia gia chủ triệu mạnh mang thêm một đám hậu bối tới đây thăm hỏi thăm hỏi sao lúc này mà tới thăm hỏi cái gì gia chủ cùng với lâm tạ liếc mắt nhìn nhau ánh mắt từng người lộ ra vẻ nghi hoặc bình thường tuy rằng tam đại gia tộc có kết giao tuy nhiên từng người cảnh giác lẫn nhau hơn nữa nửa đêm chạy tới đây để làm gì chứ cho mời đi tuy rằng kỳ lạ nhưng vẫn vẫy tay rất nhanh, mọi người đã tới gian phòng. Gặp qua Lâm gia chủ, Lâm tạ thiếu gia. Mọi người ôm quyền. Không biết là chư vị đây đêm khuya tới tìm Lâm gia chúng ta là vì chuyện gì? Lâm gia chủ nghi ngờ nhìn qua. Chúng ta vừa nghe thành chủ giảng bài xong, lại không thấy của người Lâm gia đi qua đó nghe giảng, lại cố ý tới hỏi thăm một chút. Điền phi gia chủ cười cười nghe giảng bài. Lâm gia ta đường đường là dạ huy thành đệ nhất gia tộc, cao thủ thế nào mà không có. Nghe một cái tên tiểu tử miệng vẫn còn hôi sữa giảng bài sao? Lâm gia chủ sầm mặt lại. Nói đùa cái gì? Lâm gia chủ, chúng ta tới là cảm thấy gia tộc các người không có nghe người ta giảng bài, cố ý ghi chép lại nội dung chia sẻ cho các người. Nếu như không muốn nghe thì thôi, cần gì phải làm nhục lão sư của chúng ta chứ, Điền Phi gia chủ hơi có chút sầm mặt. Hắn nghe rằng hai canh giờ, sâu trong nội tâm, đã coi thanh niên đó chính là lão sư của mình rồi. <laughs> lão sư của ngươi sao? <laughs> coi như hắn là tân thành chủ, cũng không cần phải nịnh bợ hắn như vậy chứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí này của hắn sẽ lập tức bị mất đi. Trở thành một vị thành chủ đoàn mệnh nhất bên trong lịch sử U Hồn Thiên. Lâm gia chủ cười lạnh. Đoàn mệnh sao? Người muốn đoạt quyền. Điền phi gia chủ sừng sốt, sau đó nhìn về phía lâm tạ, lập tức bừng tình hiểu ra. Nguyên lai, like. tu vi vừa mới đột phá. Khó trách các người lại nói như vậy. Nếu như lâm tạ huynh đột phá, đến nửa bước thiên thần thượng phẩm, vậy không bằng chúng ta lại tỉ thí một trận có được không? Một bên ngọ dương một mực không lên tiếng, lúc này đánh gãy điền phi gia chủ, tiến về phía trước một bước. Hai người cạnh tranh thành chủ hơn nửa năm, giao thủ qua lại không dưới năm lần, đối với tu vi của mình lại biết rất nhiều. <laughs> Vui lòng tiếp. Lâm tạ khẽ mỉm cười. Vừa đột phá, đang muốn lập uy, đối phương lại còn sông quá, không còn gì là tốt hơn. Thân ảnh vụt qua, năm ngón tay mở lớn, một quyền đánh tới. Lập uy thì tự nhiên phải đánh ra uy phong và khí thế. Vừa ra tay, liền thi triển ra lực lượng cường đại nhất của mình, không lưu lại hậu chiêu vẫn còn chưa đến trước mặt đối phương, đột nhiên cảm thấy trên mặt tê dần. Toàn thân không tự chủ được, quay một vòng. Vội vã nhìn lại, chỉ thấy ngọ dương trước đó cùng với hắn đấu khó phần thắng bại, một tay lại quất vào trên mặt, cứ như là dạy dỗ ván bối. Người! Đồng tử lâm tạ co rút, nghiến răng lần nữa lại vọt tới. Liên tục là ba cái tát, cả người lại xoay tầm vài vòng, thân thể mềm nhũn ngồi ngay đó, khóe miệng tràn ra đầy máu, thực lực của ngươi. Thực lực của đối phương vẫn là thần linh trung phẩm, không hề đột phá, nhưng mà tại sao sức chiến đấu lại mạnh như vậy? Bản thân đường đường là nửa bước thần linh thượng phẩm bị tùy tiện tát cho vài cái bả tay, ngay cả lực lượng trở tay mà cũng không có. <laughs> Lâm tạ, trước đó ta lại một mực coi người là một đối thủ của ta. Hiện tại xem ra, người không xứng. Trên cao nhìn xuống, ngọ rừng nhạt nhạt nói. Mà còn nữa, về sau còn dám nói xấu thành chủ của ta nửa câu. Cẩn thận, ta lấy luôn cái mạng của người đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi luôn. Đây, đây là... Lâm tạ thực sự là muốn điên rồi. Vừa mới đột phá, vốn cho rằng có thể tung hoành dạ huy thành, không người nào có thể ngăn chặn được mình. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị cái tên gia hỏa cùng với hắn chiến đấu qua không biết là bao nhiêu lần tát cho vài cái bà tai. Tại sao tự nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hôm qua rõ ràng bọn họ vẫn còn so với nhau một lần á. À? đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chúng ta cũng xin cáo từ. Lâm gia chủ, hãy nhớ, nếu người ta nghe được ngươi nhục mạ thành chủ của ta, nhất định là giết cả nhà lâm thị các người đó. Điền phi gia chủ cũng đứng dậy. Không, không có vội đi. Thấy điền gia chủ chỉ còn lại thiên thần hạ phẩm đình phong mà cũng lớn lối như vậy, lâm tạ suýt một chút nữa thì nổ tung, đột nhiên đứng bật dậy, tiến về phía trước một bước, nắm đấm đập xuống đánh không lại Ngọ Dương, đối phó với cái tên gia hỏa trước đó hoàn toàn không phải là đối thủ, vẫn là quá nhẹ nhàng. Đồng dạng, nắm đấm có chưa tới đối phương, lần nữa bị tát cho vài cái bà tai, sau đó té ngã trên đất. Lầm tạ triệt để bối rối. Rõ ràng là ta vừa mới đột phá mà. Làm sao ngay cả một vị thiên thần hạ phẩm vẫn có thể đánh người? Đang buồn bực, chỉ thấy triệu gia gia chủ triệu mạnh lại đi tới trước mặt. Dám nói xấu lão sư của ta sao? tự tìm cái chết. Nói xong, hắn đạp qua một cước. Vừa định né tránh, Lâm Tạ vừa phát hiện ra tất cả đường lùi của mình đều đã bị phong kín. Khuôn mặt đỏ ao, hắn bị một cước đạp trúng đầu, bay ra hơn 10 thước. Ta cũng không phải là đối thủ sao? Không nghĩ tới, ngay cả triệu mạnh tu vi yếu nhất, bình thường cũng lại nhìn chẳng thèm nhìn, cũng lại có thể một cước đạp bay hắn. Đá hắn không hề có lực lượng hoàn thủ. Lâm Tạ triệt để phát điên rồi hắn không phải là tiêu phí vô số đại giới mới có thể tiến bộ được đó hay sao? Tại sao lại cảm giác những người khác tiến bộ lại nhanh hơn cả mình? Ai có thể nói cho ta biết đến tụi cùng là chuyện gì xảy ra hay không? Hết chương Chương 4084, 4085, Thư viện Dung Chuyển Điền Phi, Triệu Mạnh, các người khinh người quá đáng, không nghĩ tới đệ nhất thiên tài của gia tộc mình bị các gia chủ lực lượng tương đương với hắn đánh, Lâm gia chủ cũng lại kìm nén không được. Sau vài cái, chính hắn cũng ngồi luôn dưới đất, triệt để choáng váng. Trước đó, hắn thần là gia chủ đệ nhất gia tộc, mặc dù không phải là đối thủ của Lâm Tạ, nhưng mà điền phi và Triệu Mạnh tiện tay đã có thể búng cái là chết, từ khi nào bọn họ lại trở nên lợi hại như vậy? Mấy người này hình như có thể trước thời hạn nhìn ra được chiều số, bất luận là loại võ công nào ở trước mặt đều là đối phương không đỡ nổi một đòn, tùy tiện mà bị đánh tan đi. Đơn đấu với đệ tử Lâm Gia bọn hắn một lần đi. Đang không biết xảy ra chuyện gì, Điền Phi lại hừ một tiếng. Ngay sau đó, sau lưng đi ra một thiếu niên bị què. Lâm Gia chủ nhận ngay ra được là một tên phế vật nổi danh của Điền Gia. Từ khi bị thương, Liền đã trở nên tinh thần xa suốt, tu vi cuối cùng là yếu nhất. Thiếu niên bị què này đi tới trước mặt các đệ tử Lâm Gia, một người một kiếm, tung hoành tả hữu. Không đến 10 phút, mấy chục tên đệ tử Lâm Gia lại bị hắn một người đơn đấu. Lâm gia chủ thực sự là muốn điên rồi. Rõ ràng cái tên phế vật này từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Người điền ra đến tụi cùng là thế nào? Sau nửa canh giờ, toàn bộ lâm gia tất cả cao thủ trên dưới đã bị đồng lứa đơn đấu, không một người nào chiến thắng, tất cả đã thảm bại và chấm dứt. Mau lên, mau đi kiểm tra, tại sao bọn chúng lại thoáng cái biến thành lợi hại như vậy? Tam đại gia tộc bình thường mình tranh ám đấu, không có ít người tranh tài. Dưới tình huống bình thường, Lâm Gia phải xếp đầu tiên, ai cũng không cách nào có thể chống lại được. Từ khi nào tùy tiện bị người ta nghiền ép, một chút phản kháng mà không có. Quản gia vội vã đi ra bên ngoài, thời gian không dài, sừng mặt sừng mũi, trở về. Chuyện gì thế này? Không lẽ bọn họ lại còn cố gắng ngăn cổng sao? Lâm gia chủ nghiến răng, không phải là nói xấu thành chủ có vài câu thôi sao tại sao lại cần phải có hai cái đại gia tộc đó trận cổng kiếm chuyện với ta chứ à, không phải là trên đường gặp mấy tên ăn mày vốn lại có thể tùy tiện nghiền ép nhưng mà đột nhiên bọn họ lại biến thành cao thủ cả lại túm ta đánh ra một trận quản gia đúng là chảy ra nước mắt ăn mày sao lâm gia chủ lại run run dậy dậy đường đường là người lâm gia, ăn mày vẫn có thể khi dễ. nghe nói bọn họ đều là ngay thành chủ giảng bài, mới trở nên lợi hại như vậy đó. vô luận là tu vi hay là sức chiến đấu đều lại tăng tiến không ngừng. quản gia nói. ngay thành chủ giảng bài, vậy có hình ảnh ghi chép hay không? lâm tạ vội vã nhìn qua. ta đã tốn giá tiền rất là lớn, vất vả lắm mới tìm ra được một phần. Quản gia gật đầu, lấy ra một ngọc tinh ghi chép đưa tới. Thần lực tràn vào, vội vã nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên ngồi trên bia đá, âm thanh vang vọng lên. Chỉ nghe một hồi, thân thể của Lâm Tạ và Lâm gia chủ mềm nhũn ngã trên đất. Thẳng đến lúc này, bọn họ rốt cuộc đã minh bạch tại sao điền ra, Triệu gia lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, bọn họ xa xa không phải là đối thủ, tất cả đều là bởi vì nghe tân Nhiệm thành chủ giảng bài. Hình ảnh chỉ có thể ghi chép âm thanh đối với tu vi tăng lên đã không có tác dụng gì quá lớn Lầm gia chúng ta mất đi cơ hội tốt nhất về sau sẽ xóa tên ra khỏi tam đại gia tộc biến thành thế lực nhị lưu mất lâm gia chủ cùng với lâm tạm mặt mày đầy đắng chát bây giờ mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra dù rằng ngọc tinh có thể ghi chép được ảnh tượng nhưng mà hiệu quả kém xa với bên trong hiện trường mà bọn họ đã mất đi cơ hội giảng bài tốt nhất gia tộc suy yếu trở thành kết cục đã định Sớm biết lợi hại như vậy Ta đang nghe theo lời của Mính Lại Hường nói Lâm Tạ chảy ra nước mắt Khó trách Mính Lại Hường lợi hại như vậy Nhưng mà ngoan ngoãn tin tưởng và nghe theo đối phương Trợ giúp hắn leo lên trên vị trí thành chủ Cái loại năng lực này Quả thực là quá nghịch thiên đi Lúc trước nếu như bỏ xuống mặt mũi Chạy tới đó nghe giảng bài Đoán chừng hiện tại vẫn là đệ nhất gia tộc Nhưng đáng tiếc không có nếu như Hào phí lực lượng của bát đại trưởng lão Ngay cả bọn người điển phi Cũng không thể nào chiến thắng nổi chú định lâm tạ hắn, thậm chí toàn bộ lâm gia sẽ trở thành trò cười lớn nhất bên trong dạ huy thành này. Đây chính là chỗ hạch tâm nhất của U Hồn Thiên, U Hồn Hoàng Thành. Không biết sự tình phát sinh bên trong dạ huy thành, không biết gia tộc mạnh mẽ nhất vì vậy mà suy yếu, Tề Linh Nhi lại nhìn mọi người nói. Trương Huyền nhìn qua, mấy người đang đứng bên trong truyền tống trận hình tròn to lớn, trận pháp vừa mới vận chuyển kết thúc, bốn phía vẫn di tán, không gian ba động kịch liệt, tối hôm qua, giảng giải hai canh giờ, vô số thần linh hạ phẩm đột phá đến trung phẩm, trung phẩm đột phá đến thượng phẩm. Toàn bộ giả huy thành, một đêm số lượng cường giả đột phá vượt qua 30 năm trước cộng lại. Để trên không thành thị xuất hiện linh khí chân không. Mấu chốt nhất là, mặc kệ người, thần thú hay là vũ khí có linh tính, chỉ cần nghe khóa, đều được gợi ý rất lớn, tu luyện tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dạ huy thành lại phục tân nhiệm thành chủ sát đất đương nhiên những điều này đối với trường huyền mà nói đã tính nhiều quá thành quen không tính là gì cả rời khỏi truyền tống trận nhìn sang hoàng thành trước mắt lớn hơn dạ huy thành không biết là gấp bao nhiêu lần nhân số cũng nhiều hơn nhưng mà không chật trụ như vậy thành thị này sạch sẽ gọn gàng các loại kiến trúc bố cục vô cùng hợp lý trên không phi hành đủ những loại thần thú từng tòa núi lớn lơ lửng ở trên không mây mù lượn lờ để cho người ta trong lúc nhất thời không biết thân đang ở phương nào có thể bên trong thần sơn trên không hoàng thành đều là những đại gia tộc, thế lực lớn, trường khống giả bên trong đó thấp nhất đều phải vượt qua thiên thần thượng phẩm. Thấy bộ dạng của hắn, Tề Linh Nhi giải thích. Thiên thần thượng phẩm không hổ là hoàng thành, quả nhiên rất đáng sợ. Trường giáp lầm bẩm Trước đó, hắn chỉ là thần linh thượng phẩm, là dạ minh thành, có thể diễu võ dương oai, thậm chí ngay cả thành chủ vẫn là không thèm quan tâm. Nhưng mà trước mắt, cao thủ thực sự là như mây. Không nói cái khác, tùy ý quét mắt qua, liền đã phát hiện ra ít nhất là năm thần thú tu vi cao hơn nó không ít. Vốn là cảm thấy hơi có chút kiêu ngạo, nhất thời thu vào, không dám tiếp tục nói nhiều nữa. Giống như một trăm vạn phú ông đột nhiên đến thành phố Wall, vốn đang cảm thấy mình rất có tiền, nhìn thấy những người này mới hiểu ra được mình chẳng bằng một hạt bụi. Sợ cái gì? Cường ca ở chỗ này, u hồn hoàng thành, ta mang người đi chinh phục à. Tôn Cường lại mỉm cười, vẻ mặt rất là tự tin. Trường Huyền nhướng mày. Thiên phú của người yếu như vậy, người tự tin cái rắm. Trường Giáp không lên tiếng, gầy tay Tôn Cường đang tròn vai hắn xuống, lại cười cười nhìn về phía tiểu hoàng Kê cách đó không xa. Vậy, lão đại, ta có thể giúp người làm một chút việc gì không? Tiểu hoàng kê mặt mày không cảm xúc. Ừ, Ta muốn chết Nếu như không, ngươi chết cho ta xem một chút đi Trường huyền che chán Đây là một cái đám đồ chơi gì thế này Trước tiên tìm ra một địa phương ở lại đó Ngươi có chỗ nào ở được không Không tiếp tục để ý mấy cái tên kỳ hoa này Trường huyền nhìn về phía tề linh nhi Một mình hắn mà nói Ở hay không ở thì đúng là chẳng quan trọng gì Nhưng cha mẹ theo sau lưng một đường bôn ba Nhất định phải tìm ra một địa phương để cho họ nghỉ chân mới được tuy rằng truyền tống trận tốc độ rất nhanh nhưng mà thực lực của họ lại xa xa không kịp cường ép sử dụng đối với thân thể thực sự là tổn thương nhất định ta trước đó một mực bên trong gia tộc sau khi thành niên liền đã rời ra khỏi hoàng thành tề linh nhi lúng túng nói vậy được tùy ý tìm một chỗ cũng được trương huyền khoát tay áo trên đường tới hắn biết rõ gia tộc đối phương cho dù là ở bên trong hoàng thành cũng coi như khá cao Bản thân là một ngoại nhân khẳng định không cách nào có thể vào đây cư trú. Hơn nữa, loại địa phương này có rất nhiều quy củ, cực kỳ phiền phức. Còn không bằng hãy ở bên ngoài, tìm hiểu tin tức tốt hơn. Bởi vì ngoài hoàng thành người tới rất nhiều, rất dễ tìm ra chỗ ở. Chưa tới một canh giờ, họ đã tìm ra được một tiểu viện thỏa mãn. Chỉ là giá cả đắt hơn với dạ Minh Thành không biết là gấp bao nhiêu lần. Bất quá, đối với Trường Huyền hiện tại mà nói, chưa tính là gì. Đây là 50 viên Mỹ dùng đàn. Người nghĩ ra biện pháp bán nó, thuận tiện tìm giúp ta một ít thông tin về linh thần. Lấy ra mấy bình thần nguyên đan đưa tới. Trên đường đi, dùng tiền lần trước bán ra lại mua không ít thần nguyên đan hạ phẩm. Đối với hắn mà nói, chuyện chân khí không cần phải chi phí quá nhiều. Tỷ Linh Nhi xoay người đi ra khỏi tiểu viện. Còn ngươi, đi hỏi thăm bố của cô U Hồn Hoàng Thành một chút. Thuận tiện, tìm hiểu một chút tin tức của Lộ Dung. Nếu như tìm không thấy, hỏi thăm cản khôn ma quân vừa mới mang về một thiên tài đã đi chỗ nào rồi? Chầm từ một lát, Trương Huyền truyền âm cho Tôn Cường. Lộ sung bên trong thần sơn đột phá, bị u hồn thiên càn khôn ma quân mang đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bên trong u hồn hoàng thành. Còn ở chỗ nào, thực sự không biết rõ được tình hình. Vâng. Tôn Cường gật đầu, mau chóng ra ngoài. Hai người đã rời đi, hắn an bài tốt cho cha mẹ. Trương Huyền lấy ra dây chuyền trong ngực, vẻ mặt lặng im. Nhược Hy, đến tôi cùng nàng ở chỗ nào? Bên trong thần giới, đến tôi cùng là có cái loại thân phận thế nào? Hắn hoàn toàn không biết. Bất quá, thời gian đối phương và mình ở chung có thể thấy được, địa vị nhất định là không thấp. Nếu như không, cũng sẽ không thể nào không cẩn thận như vậy. Có lẽ, có thể từ giọt máu này ra tay thì sao? Nhìn về phía mặt dây chuyền, chất lòng màu đỏ sẫm tâm thần trương huyền khẽ động. Dây chuyền là do lạc nhược khi đưa cho hắn, trong đó phong cầm huyết dịch không biết có phải là của nàng ấy không. Có điều, cho dù là không phải, cũng lại có liên hệ với nàng. Địa phương khác không cách nào có thể điều tra ra được thân phận của đối phương, nhưng thứ này có lẽ vẫn có thể. Vận dụng huyết dịch có thể dò xét ra rất nhiều thứ, thậm chí tìm ra được vị trí cụ thể của đối phương. Thử một chút. Trước đó thực lực suy yếu, không cách nào có thể tới gần. Lúc này thân thể, linh hồn và thần lực của hắn đều đã đạt tới thần linh thượng phẩm đỉnh phong, chắc là có thể tiếp cận được một chút. Xung quanh bố trí tốt trận pháp, ngón tay điểm ra một cái, mặt dây chuyền lập tức lơ lửng giữa không trung. Tinh thần khẽ động, ý niệm lan tràn. Vách ngoài mặt của dây chuyền không biết là do tinh thạch gì cô đọng mà thành, cực kỳ chắc chắn. Lực lượng của hắn bây giờ không cách nào có thể phá mở, Coi điều tinh thần lại có thể lan qua. Rất nhanh đã tiếp xúc. Huyết dịch yên tĩnh nằm trong dây chuyền, dường như không một chút nào năng lượng lại giống như là một loại nham thạch dày nặng, không cách nào có thể động đậy. Trường huyền nghi hoặc, tinh thần lan qua. Vừa tiếp xúc, liền cảm thấy thân thể run lên, khí tức quen thuộc lần nữa tràn vào bên trong toàn thân. Thời điểm vừa trùng sinh không bao nhiêu lâu sau, thành âm mênh mông cổ điển đó lần nữa nổ vang ở trong đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Nhật nguyệt doanh chắc, thiên địa hữu thiếu. Vũ trụ vạn pháp, thiên đạo hữu tự đại đạo chi hành, thiên hạ hữu công. Nghe được những thanh âm đó, thư viện trong đầu rung động, Trương Huyền chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng. Từ trên giường té ngã trên mặt đất, hắn ngất đi tại chỗ. Hết trường. Hết tập 436. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên đạo đối thư quán trên kênh MCNA trên audio Tên Hiệp.